Chương 141, đi mau, đừng mất mặt nữa. Tổng giám đốc Cao và Lương Vũ Hạnh rời đi. Đặng Tùng nhìn tôi, xác nhận lại nhiều lần, tác phẩm này thật sự là của cô ư? Đúng vậy, tôi chỉ đáp hai chữ. Đặng Tùng bất đắc dĩ đành phải gật đầu, vậy thì được rồi. Gần đây cô có thể nghỉ ngơi một chút, nghĩ kỹ lại xem làm thế nào để chứng minh bản thiết kế này là của cô. Nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Tôi gật đầu đồng ý, trở lại văn phòng các đồng nghiệp thấy tôi vẻ mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác nhất là trịnh thảo cô ta thấy tôi bước vào lập tức vui ra mặt đi đến gần tôi ái cha tống duyên khanh cô nói sao cô lại hồ đồ vậy chứ làm gì chẳng được mà lại đi sao chép nếu mà làm to chuyện này thì không chừng sẽ bị sa thải đấy đến lúc đó chỗ dựa của cô có vững chắc đến mấy thì cũng không đỡ cho cô được đâu tôi không thèm để ý tới tới cô ta tôi ngồi vào bàn thu dọn đồ đạc suy nghĩ sắp tới phải làm thế nào để trong một khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành hết khối công việc khổng lồ này sau đó chuyên chú tìm chứng cứ để chứng minh rằng tác phẩm là thuộc về tôi trịnh thảo thấy tôi không để ý tới cô ta rất tức giận sao cô không nói gì hết vậy chẳng lẽ sếp đặng muốn sa thải cô rồi hả cô ổn quá tôi liếc cô ta một phát trịnh thảo ngây người nhưng vẫn nói hừ bây giờ cô có lên mặt thì mấy ngày nữa cũng sẽ bị sa thải thôi xem thử cô còn vênh vó kiểu gì Cô ra đi rồi, rốt cuộc chung quanh tôi cũng trở nên yên tĩnh. Tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều bị đào thải trong trận thi đấu này, chỉ còn mình tôi ở lại. Họ đều mang theo tâm trạng xem trò hay. Tôi cũng không rảnh mà để ý nhiều như vậy. Tôi lập một thời khóa biểu, liên lạc với mấy người khách hàng cùng với người bên công trình, xác nhận thời gian rồi bắt đầu làm việc. Những việc như gặp khách hàng, hay là liên lạc với bên công trình, bên giám sát, tôi làm vào ban ngày. Sửa chữa, hoặc là lên màu cho bản vẽ, tôi làm vào buổi tối. Lượng công việc trong một tuần bị tôi dồn ép thành 4 ngày. Tối thứ tư, sau khi liên lạc với bên công trình xong, tôi đánh dấu tích vào tất cả kế hoạch làm việc trước đó đã lập ra. Sau đó tôi trở về văn phòng của mình, mở máy tính riêng ra, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để chứng minh tác phẩm đó là của tôi. Tôi nhìn tác phẩm trên máy tính, nhất thời đau đầu. Làm sao để chứng minh được đây? Chỉ có bản thảo không thôi thì chưa đủ. Tôi mở bản thiết kế ra. Mặc dù bên trong có cắt lớp, có chi tiết nhưng cho dù là trông bầu vẽ gáo thì cũng có thể vẽ được một bức như thế này hoàn toàn không thể chứng minh đây là bằng chứng được tôi mất hai ngày để suy nghĩ tôi tìm được một chứng cứ sau đó lại tự bác bỏ nó thấy chỉ còn một ngày là phải đến phòng họp của hào thiên để chứng minh đây là tác phẩm của tôi với mọi người nhưng lại không có tiến triển gì cả thực ra tôi biết nếu lương vũ hạnh cũng không thể hoàn toàn chứng minh tác phẩm này là của cô ta giống tôi thì người khác cũng sẽ tin cô ta đúng lúc tôi ngồi trước máy tính hết đường xoay sở thì di động lại reo lên tôi cúi đầu nhìn là lương khanh vũ tôi nghe máy câu đầu tiên mà anh nói với tôi là xin lỗi xin lỗi trước đó anh nghĩ rằng em không vào bán kết nên không chú ý tới trang web đó hôm nay mở ra mới thấy vụ sao chép không sao thật ra nếu không có lương khanh vũ góp ý cho tác phẩm tham dự vòng loại của tôi thì tôi thậm chí không thể vào vòng loại được luôn lương khanh vũ hỏi tôi thế bây giờ chuyện này phải giải quyết thế nào Tôi mang tâm trạng thử một lần, nói cho anh nghe về chuyện tôi sắp PK với Lương Vũ Hạnh trên hội nghị ở Hào Thiên ngày mai, đồng thời cũng cho anh biết về tình trạng hiện nay của tôi, chính là tôi không có cách nào để chứng minh tác phẩm đó là của mình. Lương Khanh Vũ nghe xong, im lặng trong chốc lát rồi nói, "Để anh suy nghĩ giúp em đi." Thật ra lúc này, tôi đã không còn hy vọng gì nữa, chỉ nói với anh tiếng cảm ơn. Đến 11 giờ khuya, tôi đã ngồi trước máy tính cả ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay để chứng minh tác phẩm là của mình tôi dứt khoát bỏ mặc tất cả ngủ thôi sáng sớm hôm sau tôi ngủ dậy mở máy tính ra lại hối hận muốn chết cả đêm có lẽ tôi sẽ nghĩ ra được cách hay nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi tôi đóng laptop lại mang nó lên rồi đến tập đoàn hào thiên lúc tôi đến cửa tập đoàn hào thiên đặng tùng đã đứng chờ tôi hôm nay anh ta mặc một bộ sút màu đen đính kim tuyến thoạt nhìn còn rất cao cấp thấy tôi anh ta lập tức đến gần hỏi bằng giọng hồi hộp sao rồi có chắc sẽ thuyết phục được mọi người không đến đó rồi nói lần này xem như là hội biện luận thu thập ý kiến tôi không thể còn chưa bắt đầu đã bàn lùi được tuy rằng lúc này dường như tôi đã có thể thấy kết quả rồi đặng tùng thấy tôi nói chuyện mà không chắc chắn gì càng bất an hơn gì mà tới đó rồi nói rốt cuộc cô có chắc chắn không vậy rốt cuộc thì tác phẩm đó có phải là của cô không đến lúc đó đừng làm tôi bị mất mặt đấy lòng tôi dối bời, không muốn nói chuyện với anh ta. Đặng Tùng lại không chịu buông tha, nếu tác phẩm đó không phải là của cô thì chúng ta đi mau thôi, đừng làm mất mặt nữa. Ồ, đây là sao vậy? Còn chưa bắt đầu mà đã chiến tranh nội bộ rồi à? Ngay lúc Đặng Tùng đuổi theo hỏi tôi thì nghe thấy một giọng nữ the thế. Tôi ngẩng đầu, thấy Tổng Giám Đốc Cao và Lương Vũ Hạnh đang đứng ở cửa thang máy. Phòng họp ở tầng 7. Đi thang máy là cách duy nhất. Đặng Tùng thấy họ, vốn còn hơi chuột dạ, giờ chỉ có thể vờ như bình tĩnh, không có lấy một chút lo lắng, đứng thẳng lưng, chỉnh lại bộ sút trên người, nói bằng giọng thản nhiên, tác phẩm này là của Tống Duyên Khanh nhà chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Thế cơ đấy. Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Tổng giám đốc Cao Lịch nhìn tôi một cái, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt. Đúng lúc đó, thang máy đến đây. Bốn người chúng tôi cùng nhau đi lên. Đến tầng 7, trong phòng họp đã có không ít người. Tôi liếc nhìn đại khái, đều là những gương mặt lạ, nhưng cũng có người quen. Một người là Thư Thanh, một người là Lê Kiên. Thư Thanh đến, tôi có thể hiểu được. Lê Kiên là trợ lý của Lý Hào Kiệt. Tôi không rõ lắm tại sao hắn lại đến đây nữa. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9 giờ. Bây giờ mới 8 rưỡi. Hai chúng tôi ngồi vào vị trí sửa sang lại đồ đạc. Đặng Tùng liên tục hỏi tôi, rốt cuộc cô có chắc không vậy? Có dám chắc không? Nếu cô làm tôi mất mặt thì tôi sẽ sa thải cô đấy nhé. Yên tâm đi xếp đặng. Tác phẩm là của tôi. Tôi không sao chép ai cả. Ngoài những lời này ra, tôi không biết phải nói gì với Đặng Tùng nữa. Cuối cùng cũng tới 9 giờ. Lê Kiên đứng dậy, đi đến chính giữa phòng họp nói, chào mọi người. Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lý, tên tôi là Lê Kiên. Sáng nay Tổng, Giám Đốc Lý có việc nên tôi sẽ tạm thời phụ trách cuộc họp lần này. Đặng Tùng và Tổng Giám Đốc Cao, cùng với Thư Thanh và những người khác đều rất khách khí với Lê Kiên. Cuộc họp vừa bắt đầu, Lương Vũ Hạnh lập tức vội vã mở laptop của mình ra, sau đó bắt đầu triển lãm bản thảo của mình cùng với mô hình 3D trên máy tính. Thấy những thứ đó, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng bản thảo là do cô ta vẽ, nhưng mô hình mà cô ta triển lãm lại giống hệt của tôi. Điểm tiếp nối cũng giống như đúc. Có thể nói, là cô ta đã lấy được tài liệu gốc của tôi thông qua con đường nào đó. Điều này đồng nghĩa với việc đã không chỉ là sao chép nữa rồi. Chương 142, công khai quan hệ. Lương Vũ Hạnh vừa triển lãm bằng chứng vừa bắt đầu nói về ý tưởng thiết kế của mình. Tuy rằng khác với tôi, nhưng cũng rất rõ ràng mạch lạc, thậm chí có những điểm nhỏ tôi chỉ tiện tay vẽ thôi, cô ta có thể nói cái mười mươi. Tuy rằng tôi còn chưa nói gì, nhưng cảm thấy mình đã thua rồi, bởi vì tuy rằng tôi là tác giả, nhưng khả năng tổ hợp ngôn ngữ và ứng biến tại hiện trường của cô ta đều hơn tôi rất nhiều. Tôi biết rõ, lát nữa khi mình lên nói thì chắc chắn sẽ không bằng cô ta. Sau khi Lương Vũ Hạnh nói xong, tôi lấy mấy thứ ra chuẩn bị nói về lý niệm và ý tưởng thiết kế của mình tôi vừa mở mô hình lên người bên dưới đều xì xào tôi nghĩ mọi người cũng giống như tôi đều phát hiện đây là hai tài liệu mô hình giống nhau y hệt đây không phải là sao chép mà là bản gốc tôi nói về lý niệm và ý tưởng thiết kế của mình để có thể ghi thêm điểm trong lòng mọi người tôi cũng kể cho mọi người nghe về cuộc sống trong cô nhi viện của mình hồi nhỏ nhưng mọi thứ đều có vẻ nhạt nhẽo trước bài thuyết trình hoàn hảo của lương vũ hạnh lúc thuyết trình tôi đã cảm nhận được biểu cảm của người bên dưới có buồn cười có khinh thường dường như mọi người đều nhận định rằng tôi là kẻ sao chép nhất là tổng giám đốc cao tuy rằng không cười thành tiếng nhưng khóe miệng sắc ngoặc tới tận mang tai cuối cùng tôi nói xong sau khi tôi nói trên đây là tất cả ý tưởng về tác phẩm của tôi cảm ơn mọi người tổng giám đốc cao đứng dậy nhìn mọi người rồi nói tôi nghĩ mọi người đã biết rõ rốt cuộc tác phẩm là của ai rồi sau khi cô ta nói vậy, mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán. Lương Vũ Hạnh càng cười đắc ý hơn, lại nói, "Sếp đừng làm thế." Dù sao thì Tống Duyên Khanh cũng vất vả lắm mới bịa ra ý tưởng thiết kế như vậy. Cô ta vừa dứt lời, người chung quanh đều dị tai nhau, "Tác phẩm tuyệt vời như vậy, sao có thể là của cô ta được chứ? Mặt dày thật chứ không phải nói. Chứ còn gì nữa, tôi còn tưởng là sao chép nữa chứ. Bây giờ xem ra, cô ta đúng là vô liêm sỉ, thế mà lại còn copy nguyên tài liệu gốc của Lương Vũ Hạnh." tự bỏ thêm mấy thứ vào rồi nói là của mình. Loại người này, tôi thấy nên sa thải thì hơn." Tiếng bàn tán không lớn, nhưng phòng họp cũng chỉ có chừng đó thôi. Tôi có muốn không nghe thấy cũng khó. Lúc này, Đặng Tùng cũng không ngồi yên được, "Cô làm gì vậy? Hả? Bây giờ cô còn nói tác phẩm này là của cô sao? Đáng lẽ tôi không nên đến đây với cô." Anh nói rồi đứng dậy muốn bỏ đi. Tôi sốt ruột đứng dậy, quay về phía Lương Vũ Hạnh nói, "Tác phẩm này vốn chính là của tôi." Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì để ăn cắp, nhưng của tôi chính là của tôi, không thể làm giả được. Ha 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 ha. Tôi vừa nói xong, Lương Vũ Hạnh lập tức bật cười. Cô ta vốn đã béo, bây giờ bật cười càng khiến cho mỡ trên gương mặt đều run lên. Cô ta cười, tổng giám đốc cao bên cạnh cùng với những người khác cũng cười. Đặng Tùng vốn đã muốn bỏ đi, nghe thấy mọi người cười, lại quay lại gọi tôi, được rồi. Cô còn thấy chưa mất mặt đủ à? Mau đi theo tôi đi. Tôi không đi. Khi đó, máu bướng của tôi nổi lên, đứng tại chỗ nói, vốn là của tôi. Kẻ mất mặt không phải là tôi. Lúc này, người trong phòng đều ôm bụng cười. Tôi siết chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, ưỡn thẳng lưng, khiến cho mình không thể chùn bước. Tôi không muốn bị oan uổng, không muốn bị vu khống. Trợ lý Lê, kết quả đã rất rõ ràng, chúng tôi đi trước nhé. Tổng giám đốc Cao nói với Lê Kiên, Vũ Hạnh nhà chúng tôi có rất nhiều hạng mục trong tay, khách hàng còn đang chờ kìa. Lê Kiên nhìn tôi rồi nhìn Lương Vũ Hạnh, hờ hững nói: Tổng giám đốc Lý nói, chờ một chút xếp ấy sẽ tới. Chỉ một câu thôi. Tổng giám đốc cao và Lương Vũ Hạnh đều trực tiếp ngồi xuống. Mọi người cũng nghe thấy Lý Hào Kiệt sắp tới, không dám cười khoa trương như vậy nữa. Đặng Tùng liếc nhìn tôi, khẽ nói: Cô đã sao chép rồi mà còn kéo tổng giám đốc Lý nói giúp cho cô nữa à? Tôi không có. Thật ra, tâm trạng của tôi lúc này cũng khá là phức tạp. Sau hôm đó, tôi đã lâu không gặp Lý Hào Kiệt. Bây giờ anh ta thấy tôi lại gặp phải chuyện thế này, không biết sẽ nghĩ gì nữa. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Hào Kiệt đến. Lúc anh bước vào, tất cả các giám đốc, nhất là tổng giám đốc cao đều chen lên trước chào hỏi với anh. Lý Hào Kiệt bước vào hỏi tình huống đại khái. Bởi vì mọi người đều nhận định rằng tôi sao chép, nên đều điên cuồng nói về tôi. Gì mà những từ ngữ như vô liêm sỉ, kẻ làm mất mặt tập đoàn Hào Thiên, phần tử cạn bã trong nhà thiết kế, có thể nói, có thể dùng, chói tai cỡ nào, đều áp đặt lên người tôi. Lý Hào Kiệt nghe, tuy rằng không nhìn tôi, nhưng anh nhíu chặt mày, sắc mặt cũng lạnh lẽo đáng sợ, trong con ngươi đen chứa đầy tức giận. Những giám đốc ở đây đều là cáo già, thấy cảm xúc Lý Hào Kiệt không tốt, nói mấy câu rồi không dám nói nữa. Cuối cùng, Lý Hào Kiệt nhìn về phía tôi nói, "Cô nói chút gì đi. Bản vẽ là của tôi." Điều này Lý Hào Kiệt rất rõ ràng. Lúc ấy tôi và anh ở bên nhau, anh nhìn tôi làm ra chúng nhưng lúc này tôi càng không mong anh sẽ nói ra sự thật này hơn cả anh một khi nói rõ có lẽ tôi sẽ không thể ở lại công ty này nữa hừ lúc này mà cô còn có mặt mũi nói là cô làm à cô câm mồm lương vũ hạnh vừa định chào phúng tôi thì lý hào kiệt trực tiếp lên tiếng ngắt lời chỉ nói hai chữ lại khí thế kinh người khiến cho lương vũ hạnh sợ tới mức run lên co người trong ghế lý hào kiệt rời mắt về phía tôi ánh mắt chứa sự khó hiểu, dường như đang hỏi tôi rằng tôi mong anh sẽ làm gì. Trong lúc không khí đang căng thẳng thì Tổng Giám Đốc Cao bỗng đứng dậy, Tổng Giám Đốc Lý, tôi có lời muốn nói. Cô nói đi. Lý Hào Kiệt nhìn lướt qua cô ta. Tôi đã từng nghe nói, anh và cô Tống Duyên Khanh này có quan hệ không bình thường. Nhưng lần này cô ta sao chép tác phẩm của người của tôi, tôi nhất định phải lên tiếng vì người của tôi. Nếu anh muốn thiên vị thì cho dù chúng tôi có rời khỏi Hào Thiên, cũng phải tìm nơi khác để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Giọng điệu của tổng giám đốc Cao rất cứng rắn, rõ ràng là muốn chơi tới cùng. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt người chung quanh đều thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Cao Vân, cô đừng nói bậy." Lê Kiên rốt cuộc lên tiếng. Lần đầu tiên tôi biết tên của tổng giám đốc Cao là Cao Vân. Tôi nói bậy á? À? Chuyện này, thân là thư ký của xếp Lý, chắc hẳn anh còn biết rõ hơn tôi ấy chứ." Cao Vân không sợ hãi chút nào. Hơn nữa lúc này Lý Hào Kiệt không lên tiếng thật ra chân tướng sự việc đã rất rõ ràng lý hào kiệt nhìn cô ta đi đến chính giữa phòng họp gần từng tiếng tôi không hiểu thiết kế cho lắm nhưng tôi biết tác phẩm này là do cô ấy thiết kế bởi vì khoảng thời gian đó mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau mấy câu ngắn ngủi lại như bom ném vào trong nước ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi nhưng tôi lại nhìn lương vũ hạnh chán cô ta chảy đầy mồ hôi dường như không ngờ rằng lý hào kiệt sẽ làm chứng cho tôi tôi đứng tại chỗ Nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, Cao Vân nói, "Tổng giám đốc Lý, dù gì thì anh cũng là tổng giám đốc của Hào Thiên, thế mà lại nói dối chỉ vì một người phụ nữ." Chương 143, "Tôi hoàn toàn tin vào anh." Lý Hào Kiệt liếc Cao Vân một cái, ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn không nổi giận vì lời nói của cô ta. Ánh mắt ấy, thậm chí trông giống như đang chế giễu vậy. Tôi hiểu được ánh mắt của anh, Cao Vân nhất định cũng có thể hiểu. Cô ta cả giận, tổng giám đốc Lý Tôi tôn kính anh, nhưng con người tôi vốn bao che cho người mình. Lương Vũ Hạnh là tướng mạnh dưới tay tôi, nếu tôi không ra mặt cho cô ấy thì ai sẽ ra mặt cho cô ấy đây? Bội phục. Tôi tuyệt đối bội phục Cao Vân rồi. Hơn nữa tôi cũng thấu hiểu cho mọi hành vi của cô ta. Cô ta tin tưởng Lương Vũ Hạnh tuyệt đối, cho nên mới tràn đầy lòng tin như vậy. Mà lúc này, sắc mặt Lương Vũ Hạnh đã trở nên trắng bệch, biểu tình gượng gạo, đứng sau lưng Cao Vân, ánh mắt láo liên nhìn chung quanh. Rõ ràng là đang chuột dạ. Lý Hào Kiệt nhìn cô ta, tạm dừng một chút rồi mới hỏi, thế cô định làm sao bây giờ? Sa thải cô ta. Cao Vân nói rồi, lại nói thêm, nếu chúng tôi đều thuộc về tập đoàn Hào Thiên, vậy thì không thể vì một con sâu mà làm giàu cả nồi canh được. Nếu Tổng Giám Đốc Lý có tình riêng với cô ta, thì hãy nuôi cô ta ở trong nhà ấy, đừng đến đây làm giàu cả tập đoàn chúng tôi. Cao Vân nói rõ ràng mạch lạc. Cô ta vừa dứt lời, mấy giám đốc bên cạnh đều gật đầu lia lịa. Tôi nghe, chỉ cảm thấy lời này sao mà quen tai thế hình như từng có người cũng nói với lương khanh vũ như vậy lương vũ hạnh vốn còn hơi khẩn trương nhưng bây giờ cao vân lại ra sức giúp cô ta phủ nhận chứng cứ của lý hào kiệt nên cô ta cũng bắt đầu thoải mái hơn phụ họa một câu đúng chúng ta là một tập thể mà tôi nhìn về phía cao vân hỏi cô ta cô tin tưởng cô ta thế sao dĩ nhiên rồi cao vân liếc xéo tôi một cái ánh mắt chứa đầy sự khinh thường hừ lạnh một tiếng vũ hạnh đi theo tôi mấy năm tôi rất hiểu con người cô ấy tuy rằng cô mới vào đây không lâu nhưng tôi cũng từng nghe nói về chuyện của tôi rồi trong lúc nhất thời hiện trường rơi vào bế tắc tôi lý hào kiệt cao vân và lương vũ hạnh đứng ở bốn góc nhất là lý hào kiệt tuy rằng trong lòng mọi người có ý kiến nhưng cũng không dám tùy ý kết luận nhưng cao vân vẫn nói tổng giám đốc lý bây giờ kết quả đã rất rõ ràng rồi nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây lý hào kiệt nhìn tôi cô có gì muốn nói không tôi tôi cũng không biết nữa tôi có thể làm gì được đây tôi không thể chứng minh tác phẩm đó là của tôi lý hào kiệt không ngầm đồng ý nhưng cao vân vẫn định dẫn người rời đi em có thể luôn theo sau người tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ lúc hai người còn chưa đi đến cửa thì di động của tôi reo lên là lương khanh vũ tôi nhận điện thoại liền nghe thấy lương khanh vũ hỏi tôi em còn ở phòng họp không vậy còn ok em bảo mọi người đều nhìn sau đó cho chuyện video với anh mời họ giúp đỡ anh kết nối máy tính từ xa lương khanh vũ nói xong rồi cúp điện thoại tuy rằng tôi không rõ anh muốn làm gì nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất tin tưởng tôi cúp điện thoại nhìn cao vân và lương vũ hạnh đang chờ tôi gọi điện thoại xong rồi rời đi tôi nói tổng giám đốc cao nhà thiết kế lương xin hãy chờ cho một lát tống duyên khanh thời gian của chúng tôi rất quý báu lương vũ hạnh nói lúc này cô ta đã ăn chắc rằng tôi không thể tìm được chứng cứ cho nên lúc nói giọng rất là mạnh mẽ chờ một chút thôi là được bạn tôi đã tìm được bằng chứng mới cho tôi. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Lương Vũ Hạnh lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn tôi, khó chịu nói, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Nếu đã đến đây rồi, lãng phí lâu như vậy rồi, vậy thì tại sao có kết quả rồi lại đòi đi? Tôi nhìn về phía người chung quanh, tôi nghĩ mọi người cũng đều muốn biết tác phẩm là của ai đúng không? Tôi không biết Lương Khanh Vũ muốn làm gì, nhưng tôi hoàn toàn tin vào anh. Lúc này Lương Vũ Hạnh đã trột dạ, chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi với cô đâu ngồi xuống, chúng ta xem thử cô ta có thể làm cho mèo gì được nữa. Lương Vũ Hạnh không muốn ngồi, nhưng Cao Vân không sợ. Cô ta kéo Lương Vũ Hạnh ngồi về vị trí cũ. Thấy hai người họ ngồi xuống, tôi bèn mở máy tính lên, kết nối wifi, sau đó kết nối với máy tính của Lương Khanh Vũ từ xa. Sau khi bên kia đồng ý, máy tính của tôi xuất hiện màn hình desktop khác. Đó là màn hình desktop của Lương Khanh Vũ. Đồng thời còn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Trước tiên, Lương Khanh Vũ tự giới thiệu một chút, chỉ cần vừa nói tên mọi người ở đây đều biết là anh lương khanh vũ bắt đầu triển lãm ba bức tranh trên máy tính một bức là tác phẩm mà lương vũ hạnh đã nộp trong trận bán kết lần này hai bức khác tôi đều chưa từng thấy lương khanh vũ giới thiệu hai tác phẩm này lần lượt là tác phẩm mà lương vũ hạnh đã hoàn thành trước trận bán kết của cuộc thi thiết kế cùng với được hoàn thành trong trận bán kết còn một bức khác thì tôi không cần phải giới thiệu nữa anh trưng bày ba bức tác phẩm lên màn hình rồi hỏi mọi người Mọi người có phát hiện điều gì khác biệt không? Tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này tôi nhìn Lương Vũ Hạnh, sắc mặt cô ta đã trở nên cực kỳ khó coi, bàn tay siết chặt tay vịn ghế dựa, ánh mắt như bốc lửa. Không ai lên tiếng. Lương Khanh Vũ nói, "Trong ba tác phẩm này, hai bức mà tôi vừa triển lãm được làm từ phần mềm phiên bản mới nhất, còn tác phẩm đấu bán kết thì làm bằng phần mềm cũ. Điểm này mọi người có thể thấy được từ bóng mờ." Lương Khanh Vũ nói rồi lại triển lãm ba tác phẩm. Lúc này chung quanh vang lên tiếng bàn luận. Tôi cũng đã hiểu ra Lương Khanh Vũ muốn làm gì. Anh không phải muốn chứng minh tác phẩm đó là của tôi, mà là đang chứng minh tác phẩm đó không phải là của Lương Vũ Hạnh. Chỉ cần tác phẩm đó không phải là của cô ta thì cũng chứng minh được là của tôi. Lương Khanh Vũ triển lãm xong rồi nói, nếu mọi người để ý thì có thể xem những tác phẩm khác của Tống Duyên Khanh. Con người cô ấy vốn nhớ tình xưa, ngay cả phần mềm hay dùng cũng thế, quen dùng phiên bản cũ rồi liền không thích đổi phiên bản mới. Vũ Hạnh nhà tôi cũng có thể dùng phiên bản cũ mà." Lúc này Cao Vân bắt đầu không ngồi yên được, cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn Lương Vũ Hạnh, thật ra vẻ trột dạ trong mắt Lương Vũ Hạnh đã bán đứng cô ta rồi. Cao Vân chợt hiểu ra, lúc nhìn Lương Vũ Hạnh, vẻ mặt đã bắt đầu trở nên tức giận. Nghe Cao Vân nói vậy, Lương Khanh Vũ ung dùng nói, "Xin lỗi, tôi và Lương Vũ Hạnh là họ hàng. Trước đó tôi đã khuyên cô ta thừa nhận rồi, nhưng cô ta khăng khăng không chịu. Sáng hôm nay tôi còn chuyên môn hỏi cô ta về phiên bản phần mềm." mà gần đây cô ta đang dùng chính cô ta cũng thừa nhận là dùng bản mới nhất chỉ nói mấy câu sự thật đã được phơi bày trước ánh sáng đặng tùng thở hát ra một hơi cười gượng mấy tiếng ha ha tôi đã nói tôi tin tưởng nhân viên của mình nhất mà nếu không thì tôi cũng sẽ không đến tham gia cuộc họp này với cô ấy lý hào kiệt nhìn chằm chằm vào máy tính của tôi mỗi lần lương khanh vũ nói chuyện sắc mặt của anh có vẻ như không được tốt cho lắm cao vân nhìn chằm chằm vào lương vũ hạnh hỏi cô ta một cách nghiêm túc thế là thế nào hả mấy ông giám đốc công ty cũng đều nhìn Lương Vũ Hạnh, ánh mắt ban nãy còn tin cậy giờ đã biến thành quần chúng xem trò hay. Lương Vũ Hạnh cúi đầu, im lặng thật lâu. Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu, chỉ vào máy tính mắng to, Lương Khanh Vũ, hôm nay là anh ép tôi đấy. Chương 144, ở bên nhau cả đời. Lương Vũ Hạnh nhìn về phía Lương Khanh Vũ trong máy tính, kêu lên, chuyện tới nước này mà anh còn giúp cô ta sao? Anh có biết rằng cô ta có gian díu với xếp Lý, tổng giám đốc công ty chúng tôi không hả? Câm mồm, Lúc này Cao Vân biết đối lý, không muốn lấy chuyện này ra để gây sự nữa. Nhưng Lương Vũ Hạnh không chịu, Lương Khanh Vũ, không phải anh nhờ tôi giúp anh tìm ra kẻ đã hại cha mẹ anh sao? Tôi điều tra ra rồi. Kẻ tìm kế toán làm sổ sách chính là trợ lý của xếp lý, Lê Kiên. Chuyện này là ai làm, chắc chắn anh biết rất rõ. Cô ta nói Lê Kiên, nhưng tôi lại nhìn về phía Lý Hào Kiệt. Chuyện này là ai làm, không chỉ riêng Lương Khanh Vũ, ngay cả tôi cũng biết rõ khi đó tôi tràn đầy nghi ngờ tuy rằng được khương thanh khuyên nhủ một chút nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng vẫn nghi ngờ bây giờ bị lương vũ hạnh vạch trần trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy chán ghét chán ghét lý hào kiệt lương vũ hạnh rời mắt về phía tôi nở nụ cười dữ tợn thịt mỡ trên mặt run rẩy tống duyên khanh có phải cô cảm thấy tổng giám đốc lý rất nham hiểm không tôi nói cho cô biết nham hiểm hơn cả là người đàn anh vẫn làm bộ làm dáng như che chở cô đấy gì cơ Ha 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 ha, cô còn chưa biết đúng không? Ban đầu công ty thiết kế Vũ Phong có một khoảng thời gian không có việc làm, mọi người còn tưởng là bị ai đó trả đũa. Tôi nể tình là họ hàng nên đã giới thiệu khách hàng cho Lương Khanh Vũ. Ai rẻ khách hàng của tôi nói cho tôi biết rằng chính thiết kế Vũ Phong không chịu nhận đơn đặt hàng. Tôi biết rõ Lương Vũ Hạnh đang nói về chuyện gì. Khi đó tôi đã rời khỏi thiết kế Vũ Phong. Nhưng An Kiều nói với tôi rằng thiết kế Vũ Phong sắp đóng cửa rồi. Khi đó tôi còn sinh lòng nghi ngờ Lý Hào Kiệt. Đủ rồi, giọng nói của lương khanh vũ truyền tới từ trong máy tính giọng anh mang theo sự hốt hoảng rõ rệt vì điều gì không cần nói cũng biết rõ lương vũ hạnh nhìn máy tính của tôi cười đến đáng sợ sợ hả muộn rồi không phải anh còn muốn quay lại với cô ta sao vậy thì tôi không đồng ý đâu cô trong máy tính lương khanh vũ còn muốn nói gì đó nhưng lý hào kiệt đã đi tới khép máy tính của tôi lại anh nhìn lướt qua mọi người ở đây bằng ánh mắt lạnh lẽo hai tay đút trong túi quần nói từng câu từng chữ hôm nay chuyện xảy ra ở đây nếu chuyển ra ngoài nửa chữ thì tôi sẽ không điều tra ngọn nguồn mà cam đoan rằng tất cả mọi người ở đây từ nay trở đi sẽ không thể làm trong ngành nghề này nữa anh nói xong rồi đi về phía tôi đi thôi lúc này tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp hoàn toàn không hơi đâu mà đôi co với lý hào kiệt nữa chỉ có thể nói một câu cảm ơn tổng giám đốc lý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân lý hào kiệt đuổi theo sau Tôi bước đi nhanh hơn, đến trước thang máy. Hai thang máy đang hoạt động, còn phải chờ một lát mới đến tầng này. Rơi vào đường cùng, tôi chọn đi thang lầu bên cạnh. Vừa bước vào thang lầu, Lý Hào Kiệt đã đuổi kịp tôi, vươn một tay ra ôm lấy tôi. Tôi đang nổi nóng, vùng vẫy đẩy anh ra. A. À, Lý Hào Kiệt lùi lại một bước, tựa lưng vào tường, tay phải đỡ lấy tay trái. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tay anh vẫn còn chưa lành lặn. Tuy rằng đã không còn đeo thạch cao nữa, nhưng gãy xương chật gần 100 ngày. Không phải nói lành là lành ngay được. Lúc này người đàn ông nhăn mặt lại, biểu cảm thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Tôi bước xuống hai bậc thang, anh cũng không có ý định đuổi theo tôi. Chẳng lẽ thật sự là đau lắm sao? Tôi rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn lại gần, một tay đỡ lấy cánh tay anh, anh không sao chứ? Lý Hào Kiệt vẫn giữ tư thế tay phải đỡ tay trái, nhả ra một chữ từ trong kẽ răng, "Đau." "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi quên mất tay anh bị thương. Tôi không khỏi hoảng sợ." lấy di động ra định gọi cấp cứu. Lý Hào Kiệt khoát tay, đè di động của tôi lại, nói bằng giọng hơi khàn, "Em nghe anh nói đã." "Nhưng mà, nghe anh nói đã?" Lý Hào Kiệt nhíu chặt mày nhìn tôi, thật ra trước đó anh đã phát hiện manh mối về chuyện Lê Kiên rồi, nhưng cậu ta đi theo anh rất lâu. Lý Hào Kiệt nói đến đây rồi dừng lại, biểu cảm trên mặt càng đau đớn hơn. Tôi sợ hãi, muốn tiếp tục cầm điện thoại gọi 120, nhưng Lý Hào Kiệt vươn tay ra giữ lấy tay tôi rồi nói tiếp. Hơn nữa cậu ta cũng chưa phạm lỗi gì nên anh chỉ nhắc nhở một chút thôi. Chuyện đó thật sự không liên quan gì tới anh, nhưng anh sẽ điều tra rõ để trả lại sự công bằng cho em. Người đàn ông nói rồi tự người vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Biểu cảm càng ngày càng đau đớn hơn. Chẳng lẽ thật sự bị thương nặng lắm sao? Khi đó tôi rất sợ hãi, cố gắng rút tay mình từ trong tay anh ra, đồng thời nói, anh buông ra, tôi gọi 120. Anh cứ thế là không ổn đâu. Không, Lý Hào Kiệt nói khẽ, Tôi sốt ruột ghé sát vào, muốn gỡ tay anh ra. Nhưng vừa đến gần, anh bỗng nâng hai tay lên rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi ngây người. Sau đó liền nghe thấy anh kề bên tai tôi nói, "Ôm em một chút thôi là được." Anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi tức giận vùng vẫy, muốn đánh người. Lại thấy anh nhíu mày, kêu một tiếng đau đớn, tay phải đỡ tay trái, nói bằng giọng nghiêm túc, "Lần này thật sự bị đau rồi. Đau thì tự đi mà gọi bác sĩ. Tôi đi đây." Tôi đã không muốn để ý tới anh nữa, bước tới thang lầu. Đúng lúc đó có một thang máy dừng ở tầng 7. Tôi bước vào thang máy, rời khỏi Hào Thiên. Vừa rời khỏi tòa nhà tập đoàn Hào Thiên, tôi lập tức thấy Tống Duyên Minh đang bồi hồi ở cửa cách đó không xa. Hiện giờ trời nóng bức, ngoài dân văn phòng mặc áo sơ mi tay dài ra thì đa số mọi người đều đã mặc áo ngắn tay. Tống Duyên Minh mặc áo tay dài. Tôi muốn né tránh chị ta, nhưng chị ta thấy tôi, vui vẻ đi tới chào hỏi, "Duyên Khanh, sao cô cũng ở đây vậy?" "Ừ, đi họp." Tôi không muốn nhiều lời với chị ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhưng Tống Duyên Minh lại không nghĩ thế. Chị ta kéo tôi lại, mỉm cười kiểu hoa sen trắng đầy quen thuộc, "Duyên Khanh, lát nữa cô có bận gì không? Nếu hôm nay đã gặp nhau rồi thì cùng nhau ăn bữa trưa đi, được không?" "Tôi không rảnh." Tôi trả lời một cách lạnh lùng. Đối với Tống Duyên Minh, tôi không nghĩ ra chị ta thật sự mất trí nhớ hay là đang làm bộ, như mất trí nhớ nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh chị ta xuống tay hung ác với chính bản thân mình trong phòng tắm. Nếu hết thảy đều là giả vờ thì Tống Duyên Minh cũng thật là lợi hại. Có vẻ như Tống Duyên Minh cũng không nổi giận vì thái độ lạnh lùng của tôi mà cao mày nói, mấy năm nay chúng ta có hiểu lầm nào đó à? Tôi nhớ trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt mà. Quan hệ của chúng ta luôn luôn không hòa thuận chút nào hết. Tôi thà rằng Tống Duyên Minh châm chọc khiêu khích tôi, chứ không muốn chị ta vẫn làm ra vẻ hoa sen trắng như thế này. Làm vậy khiến tôi không ứng phó được. Nhưng chuyện lại cứ diễn biến theo chiều hướng mà tôi không muốn. Tống Duyên Minh kéo tôi nói, hình như tôi với anh Lý cũng là thế. Chúng tôi cũng không gắn bó thân thiết như trước. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác khác. Tôi có việc bận, đi trước nhé. Tôi nghe thấy chị ta nói về Lý Hào Kiệt, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên khó chịu. Lửa giận bốc lên nghi ngút. Tống Duyên Minh lại không phát hiện mà kéo tôi lại nói, đừng mà, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi. Chắc hẳn cô cũng phải ăn cơm trưa mà đúng không? Cô nói cho tôi biết trong khoảng thời gian này, Tôi với anh Lý đã xảy ra chuyện gì đi? Nếu tôi làm sai thì tôi đi nói xin lỗi với anh ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng phải ở bên nhau cả đời mà. Chương 145, tôi không biết kêu đau, không biết khóc, không biết làm nũng. Phải ở bên nhau cả đời. Mấy chữ này như những bàn tay vô hình siết chặt trái tim tôi, khiến tôi đau đớn khôn cùng. Khoảnh khắc ấy, lòng đố kỵ bỗng dâng lên trong tôi. Chị ta kéo tôi khiến tôi càng giận dữ hơn. Tôi dứt tay ra, quát lên, tôi không muốn tham dự vào chuyện của các người có lẽ là tôi dùng sức quá mạnh bởi vậy tống duyên minh té ngã về phía sau tôi quay lại vừa lúc thấy chị ta ngồi bệt dưới đất biểu cảm hơn đau đớn thò tay xoa mông người chung quanh đều nhìn về phía chúng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt chỉ trích tôi không hơi đâu mà làm người tốt đang định bỏ đi thì thấy ánh mắt người chung quanh nhìn tôi thay đổi phương hướng tôi nhìn theo ánh mắt họ thì thấy một người bước ra từ cổng tòa cao ốc lý hào kiệt bộ sút vẫn giống như lúc nãy anh thấy tống duyên minh đang đứng lên mau chóng đi tới đỡ chị ta dậy lúc này tôi mới thấy dưới ống tay áo của tống duyên minh vẫn là băng vải xem ra vết thương của chị ta vẫn chưa lành lặn lại là khổ nhục kế sao xem ra chị ta giả vờ mất trí nhớ rồi chiêu này của tống duyên minh đúng là lần nào cũng xài được xài hoài không ngấy tống duyên minh được lý hào kiệt kéo lên chị ta nhìn tôi vội giải thích với lý hào kiệt xin lỗi em hậu đậu quá ngay cả đi đường mà cũng không ổn tôi còn tưởng rằng chị ta muốn nói là tôi đẩy ngã chị ta cơ Lý Hào Kiệt chỉ nhìn chị ta, phủi bụi trên người chị ta, lắc đầu, "Sao em lại đến đây? Không phải bác sĩ đã nói là không được đi lung tung rồi sao?" "Em, em chỉ không nhớ dáng vẻ của anh lúc đi làm là gì nên mới đến đây xem thử, không ngờ lại gặp duyên khanh." Tống Duyên Minh đứng bên cạnh Lý Hào Kiệt, chiều cao chênh lệch 20 cm khiến chị ta thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đứng chung một chỗ trông rất đẹp đôi, dường như từ cái hôm mà Tống Duyên Minh ra tay độc ác với chính bản thân mình mỗi khi tôi và tống duyên minh đồng thời xuất hiện ánh mắt lý hào kiệt đã không còn chủ động nhìn về phía tôi nữa đã đến nước này rồi tôi còn gì mà không hiểu nữa tại sao tôi còn đứng đây tự rước nhục vào thân tôi xoay người muốn đi lại nghe thấy giọng nói của tống duyên minh ở đằng sau duyên khanh cùng ăn cơm chưa đi ha <laughs> ha tôi xoay người lại ánh mắt lý hào kiệt rốt cuộc từ chỗ tống duyên minh rời đến chỗ tôi nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khác với lúc nhìn tống duyên minh không có cảm giác đau lòng ừm dù sao thì tôi cũng khác với Tống Duyên Minh mà. Tôi không biết kêu đau, không biết khóc, cũng không biết làm nũng. Sao tôi có thể so với chị ta được chứ? Đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như chị ta. Loại người vừa thối vừa cứng giống hòn đá như tôi đây, ban đầu có lẽ đàn ông sẽ cảm thấy mới lạ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy, sau đó xoay người lại nhào vào vườn hoa thơm. Tôi nhìn bọn họ, ngừng một lát rồi nói, "Không được. Chờ khi nào hai vị làm tiệc mừng rồi lại gọi tôi vậy." Dứt lời, tôi bỏ đi tim đau quá. Rõ ràng rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không tràn ra, mà chảy ngược vào tim. Trái tim tôi tan nát đau đớn. Tôi lại thua rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Tôi cầm túi sách, đi dạo trên đường, chui đại vào một quán bar. Tôi gọi ba ly whisky. Khi tôi gọi tới ly thứ tư, bartender đưa một ly rượu cocktail màu đỏ đến trước mặt tôi. Đây là gì thế? Tôi mơ màng nhìn anh ta, Bartender nhìn tôi, nhách môi nở nụ cười khẽ, đây là cocktail. Mà tôi điều chế vì một quý cô đang đau buồn, tên là mơ màng như người say. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, tôi còn tưởng tên nó là tạm biệt quá khứ cơ đấy. Thế cũng được. Bartender đẩy ly về phía tôi. Tôi uống một ngụ, chất lỏng có vị hơi chua chảy từ cổ họng tới trong dạ dày. Sau khi uống xong, khoang miệng hơi ngọt, không để lại bất cứ vị cay của cồn nào cả. Đây không phải là rượu đúng không? Tôi nhìn về phía bartender, chỉ cần cô muốn say thì có phải là rượu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa." Bartender nói thản nhiên. "Đúng rồi, chỉ cần tôi muốn say thì cho dù không uống rượu, tôi cũng có thể say." Tôi nằm bò trên bàn, đầu óc rối bời. "Mấy ngày nay mệt quá, để chứng minh tôi không sao chép, thật sự là rất tốn công sức của tôi." Bên tai, di động đang reo lên. Tôi nghe thấy bartender tốt bụng nhắc tôi, "Quý cô, di động của cô đang đổ chuông kìa." Tôi không muốn nghe máy. Tôi không mong chờ cuộc gọi từ bất cứ ai cả tôi mơ mơ màng màng mí mắt càng ngày càng nặng trĩu lúc tỉnh lại trời đã sáng tôi mở mắt ra nhìn chung quanh từ nội thất trong phòng có thể thấy được tôi chắc chắn rằng mình đang ở khách sạn nhưng hôm qua rõ ràng là tôi ngủ ở quán bar sao bây giờ lại ở đây cốc 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 đúng lúc tôi đang khó hiểu thì tiếng gõ cửa vang lên tôi xoa đầu rời giường đi ra mở cửa lúc cửa mở ra mùi cơm bay vào men theo khe hở ngoài cửa là một xe cơm mà người đẩy xe cơm là lương khanh vũ anh Vũ. Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là chuyện mà hôm qua Lương Vũ Hạnh nói. Trước đó tôi còn từng có ý kiến với Lý Hào Kiệt, vì anh đã ra tay với thiết kế Vũ Phong. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Lương Khanh Vũ, cũng không thể ngờ được rằng anh ấy sẽ lừa tôi. Chuyện này đã trở thành vướng mắc trong lòng tôi. Lương Khanh Vũ đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền hòa, dậy rồi hả? Tôi nghiêng người nhường cửa cho anh, cao mày hỏi, sao em lại ở đây? Lương Khanh Vũ đẩy xe cơm vào phòng, sau đó dọn bữa sáng cho tôi xong rồi mới nói hôm qua sau khi xong việc anh đã lái xe đến đây đến nơi rồi gọi điện thoại cho em ai rẻ là một người đàn ông nghe máy cậu ta nói cậu ta là nhân viên phục vụ quán bar anh vũ cảm ơn anh đã giúp em tôi nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt nói lương khanh vũ nhíu mày nửa quỳ trước mặt tôi ngẩng đầu nhìn tôi xin lỗi anh cũng không biết phải giải thích cho em về chuyện kia như thế nào nữa khi đó anh chỉ là rất sợ em sẽ bỏ đi với hắn nhất thời hồ đồ nên mới anh vũ em không trách anh tôi mỉm cười với lương khanh vũ em biết anh làm vậy vì để ý em hơn nữa thật ra thì chuyện đó anh cũng không làm tổn thương ai cả chỉ làm tổn thương chính bản thân anh mà thôi anh em thật sự không trách anh đâu anh mau đứng dậy đi chúng ta cùng ăn bữa sáng thôi khoảnh khắc lương khanh vũ bày bữa sáng cho tôi tôi đã suy nghĩ cẩn thận lương khanh vũ làm hết thảy là vì để ý tôi hơn nữa anh thật sự cũng không làm ai bị tổn thương cả lương khanh vũ ngồi xuống ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự thấp thỏm. Để khiến anh yên lòng, tôi cầm bữa sáng lên trước, vừa ăn vừa nói, cảm ơn bữa sáng của anh. Lúc này Lương Khanh Vũ mới chịu cùng ăn cơm với tôi. Sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn đồng hồ. Thời gian đã không cho phép tôi về nhà thay quần áo nữa. Nhưng vẫn còn dư lại một chút. Tôi sửa sang lại quần áo trong toilet xong, đi ra nhìn Lương Khanh Vũ đang ngồi ở đó, gọi anh, anh Vũ. Hả? Anh ngừng đầu lên. Tôi đi đến trước mặt anh, cúi đầu, anh Vũ, con người anh, rất rất là tốt, vừa lương thiện, vừa cẩn thận, còn biết chăm sóc người khác. Nếu ai có thể gả cho anh thì cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Rồi sao nữa? Lương Khanh Vũ đã đoán được lời nói đằng sau của tôi. Chương 146, xin chia buồn. Tôi ngồi xuống giường, cười khổ, nhưng người kia sẽ không phải là em. Tại sao? Lương Khanh Vũ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, hò tay ra giữ chặt lấy tay tôi, lý hào kiệt không có quan hệ gì với em cả hắn ta sắp cưới tống duyên minh rồi đúng không anh đều biết cả em là một cá thể độc lập em là tự do em không thuộc về ai hết tôi không rút tay mình ra mặc cho anh kéo lương khanh vũ nhìn tôi dường như rất sốt ruột nếu em lo lắng cha mẹ anh thì em cứ yên tâm đi anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa không làm cho chuyện trước kia lại xảy ra nữa đâu nhưng làm thế là không công bằng với anh không sao anh không quan tâm anh anh vũ Trước khi Lương Khanh Vũ nói ra những lời khiến tôi càng áy náy hơn, tôi ngắt lời anh, nói: "Anh Vũ, có phải anh tưởng rằng quan hệ giữa em và Lý Hào Kiệt chỉ bắt đầu từ khi em gả cho anh ấy thay Tống Duyên Minh không? Chẳng lẽ không đúng sao?" Lương Khanh Vũ giật mình. Tôi khẽ lắc đầu, bình tĩnh lại rồi nói từ từ, "Không phải. Em yêu Lý Hào Kiệt, yêu rất nhiều năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi em 10 tuổi, tôi ngồi bên cạnh Lương Khanh Vũ, kể hết cho anh nghe về lần đầu tiên tôi gặp Lý Hào Kiệt, về những năm tháng cố chấp của tôi." anh là người thứ hai biết chuyện này ngoài Khương Thanh. Lương Khanh Vũ ngồi ở đó, im lặng nghe xong. Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống. Tôi nghe thấy một tiếng cười tự diễu. Anh nói, là anh đến quá muộn. Xin lỗi, anh ta làm em bị tổn thương đến vậy, em cũng rất muốn đuổi anh ta ra khỏi trái tim mình. Nhưng em đã thử rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện mình không làm được. Em chỉ có thể xây dựng tường cao quanh tim mình, khiến anh ta không làm em tổn thương nữa. Nhưng anh ấy lại ở trong bức tường đó, không đi ra được nếu có thể tôi mong rằng người mình yêu là lương khanh vũ đến nhường nào vậy thì ít nhất tôi sẽ không vất vả như vậy nữa lương khanh vũ nghe rồi gật đầu anh hiểu rồi xin lỗi tôi vốn định nói rằng an kiều rất tốt nhưng do dự trong chốc lát tôi vẫn im miệng đây là chuyện của lương khanh vũ tôi không nên can thiệp vào quá nhiều anh lại ngồi một lát nhìn thoáng qua di động đứng dậy rồi cười nói với tôi đi thôi không thì sẽ đi làm muộn mất anh chờ em lúc ấy ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh như quầng sáng thần thánh khiến người ta không thể rời mắt được tôi cứ thế nhìn anh nhất thời ngây ngẩn cả người một người đàn ông tốt như vậy nếu tôi yêu anh thì tốt biết bao tôi thiểu thảo dưới đáy lòng tiếc rằng mọi chuyện đều không có nếu lương khanh vũ sửa sang lại quần áo rồi cầm túi sách giúp tôi mở cửa cho tôi chúng tôi cùng nhau xuống dưới lầu do thời gian rất gấp nên anh không trả phòng mà đưa tôi đi làm trước anh chở tôi đến cửa công ty đưa túi sách cho tôi rồi vẫy tay lần sau anh tới vĩnh an rồi lại đến thăm em tôi gật đầu đóng cửa xe lại nhìn chiếc xe biến mất trong làn đường đông nghịt tôi mới quay người vào công ty sáng nay tôi vừa đến văn phòng liền nhận được điện thoại nội tuyến của đặng tùng bảo tôi đến văn phòng của anh ta tôi đặt túi sách xuống ngay cả cà phê cũng chưa kịp pha đi qua ngay lập tức vừa bước vào anh ta đã hỏi tôi tống duyên khanh hôm qua người mà cô gọi là cao nhân nơi nào vậy điểm khác biệt chút xíu vậy mà cũng có thể phát hiện được bạn của tôi tôi mỉm cười ừm là người mà tôi tín nhiệm nhất đặng tùng ngồi trên ghế xoay nói bằng giọng sung sướng bởi vì tác phẩm tham dự bán kết đạt tiêu chuẩn cực cao của cô cộng thêm sự kiện lương vũ hạnh nên cô đã được xác nhận là vào trận chung kết trước rồi trở về chuẩn bị cho thật tốt đi đừng làm tôi mất mặt đấy nhé vâng ông chủ thật ra tôi không bất ngờ vì điều này dù sao thì nếu tôi không thể vào chung kết công ty cũng sẽ không phí công sức nhiều như vậy sau đó tôi báo cáo cho đặng tùng về công việc gần đây anh ta gọi một nhà thiết kế đến đây bảo cô ấy đi theo tôi nếu tôi đi tham dự cuộc thi thiết kế thì cô ấy sẽ tiếp nhận công việc của tôi bất cứ lúc nào hai chúng tôi bàn giao công việc cả buổi sáng đợi đến khi rảnh rỗi tôi phát hiện di động còn ở trong túi sách tôi lấy điện thoại ra khỏi túi sách thấy bên trên có hai cuộc gọi đến từ lương khanh vũ còn có bảy tám tin nhắn giọng nói trong wechat tôi không nghĩ nhiều, mở tin nhắn giọng nói lên. Bên trong chuyển tới tiếng ồn ào, sau đó giọng lương khanh vũ vang lên. Duyên Khanh, xin lỗi, có lẽ anh không thể đến thăm em được nữa. Tống Duyên Khanh, anh yêu em. Tại sao em không nghe máy? Anh muốn chính miệng nói cho em nghe những lời này. Khụ khụ, anh, khụ khụ, anh yêu em. Em phải sống thật tốt. Em, khụ khụ khụ, anh yêu em. Anh, khụ khụ khụ, mấy tin nhắn cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại. Anh yêu em. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng cảm thấy cực kỳ chua chát, không thở nổi. Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Tôi cầm điện thoại gọi lại cho Lương Khanh Vũ, nhưng không ai nhấc máy. Đừng xảy ra chuyện gì hết. Đừng xảy ra chuyện gì hết. Tôi rất hoảng hốt. Tôi gọi điện thoại cho 120, hỏi vào thời điểm Lương Khanh Vũ. Gọi điện thoại cho tôi thì trong thành phố có trận tai nạn giao thông nào không? Có ai bị đưa tới bệnh viện không? Bên 120 tra xét một chút, nói với tôi rằng không có tai nạn giao thông, nhưng lại có mấy sự kiện khác. Tôi hỏi tuổi tác tình trạng của bệnh nhân. Chắc không phải là Lương Khanh Vũ đâu. Nhưng tôi rất chắc chắn rằng Lương Khanh Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Thời gian mà anh gọi điện thoại cho tôi đã là 2 giờ trước. Trong 2 giờ này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì điện thoại văng lên. Là điện thoại của Lương Khanh Vũ. Anh Vũ. Tôi nghe máy, kích động kêu lên. Người trong điện thoại dường như ngây ra trong chốc lát, im lặng một lúc rồi mới nói. Thưa cô, cho hỏi cô quen với chủ nhân của chiếc điện thoại này sao? vâng quen anh ấy sao rồi tôi đã chuẩn bị tinh thần trước là người nghe máy không phải lương khanh vũ rồi người trong điện thoại tự giới thiệu chỗ bên họ là bệnh viện nhân dân thị trấn ngô nằm giữa vĩnh an và quê hương của lương khanh vũ họ nhận được lương khanh vũ ở trên đường cao tốc hiện giờ tình trạng của anh đang rất nguy cấp bởi vì điện thoại của lương khanh vũ có khóa nên vẫn không liên lạc được với người nhà của anh đúng lúc đó tôi gọi điện tới họ trực tiếp gọi lại nên mới liên lạc được với tôi nghe người bên kia nói tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy cúp điện thoại tôi gọi taxi đi thẳng tới bệnh viện nhân dân thị trấn ngô để đến đó tôi mất một giờ đến nơi tôi đi thẳng tới phòng cấp cứu tôi xông tới quầy tiếp tân hỏi tình trạng của lương khanh vũ một bác sĩ nam đi tới thấy tôi hỏi cô là tống duyên khanh đúng không vâng tôi gật đầu sốt ruột hỏi lương khanh vũ đâu rồi anh ấy ở đâu sao rồi đã hết nguy hiểm chưa Bác sĩ Nam nhìn tôi. Hắn đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể thấy hắn khẽ cau mày, ánh mắt mang theo chút thương cảm, nói với tôi rằng, "Xin chia buồn." Chương 147. "Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy." "Ý anh là gì?" Tôi ngây người tại chỗ. Thấy bác sĩ muốn đi, tôi đuổi theo hắn, "Ý anh là gì? Người mới được đưa đến có mấy giờ mà đã nói với tôi là xin chia buồn rồi sao? Sáng nay tôi còn ăn sáng với anh ấy nữa mà, anh ấy còn đưa tôi đi làm." còn nói, đi theo tôi." Bác sĩ ngắt lời tôi. Tôi giật nảy mình. Tôi đã hiểu hắn muốn đưa tôi đi đâu. Tôi đứng yên tại chỗ, cố sức lắc đầu, tôi không đi. Anh lừa tôi. Anh ấy, sao anh ấy có thể chết được chứ? Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, không có bất cứ điểm báo nào cả. Tôi không tin. Bảo tôi sao mà tin tưởng được chứ? Mấy giờ trước Lương Khanh Vũ còn yên lành, bây giờ bác sĩ lại nói với tôi rằng anh đã chết rồi. Tôi không đi xem đâu. Tôi không tin đâu tôi xoay người bỏ đi bác sĩ gọi tôi lại từ đằng sau cô tống tuy rằng lúc anh lương được đưa đến đây đã hôn mê nhưng sau khi được chúng tôi cấp cứu anh ta đã tỉnh lại một lần tôi quay đầu lại rồi sao nữa gì mà tỉnh lại một lần nếu đã tỉnh lại thì sao các người lại không cứu sống anh ấy tôi chất vấn hắn nếu đã tỉnh lại thì tại sao vẫn chết lúc tỉnh lại anh ta nói rằng cô nhất định sẽ đến nếu cô đã đến thì nhờ chúng tôi chuyển mấy lời cho cô bác sĩ nhìn tôi Ngừng lại một lát, anh ta nói anh ta yêu cô. Nếu có kiếp sau, hãy để cho anh ta được gặp cô sớm hơn. Tôi cứ thế nhìn bác sĩ, một câu cũng không nói nên lời. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt, đau quá. Đi theo tôi. Bác sĩ vẫy tay gọi tôi. Tôi nhấc chân đi theo hắn xuống tầng hầm. Nơi này rõ ràng là lạnh hơn bên trên nhiều. Bác sĩ đưa tôi đến cửa nhà xác, mở cửa, vẫy tay với tôi. Tôi đi tới, nhìn vào bên trong. Có vẻ đây là bệnh viện công quy mô nhỏ nên bên trong chỉ đặt một chiếc giường. Bên trên có một người nằm đó. Chiều dài ấy hình như lùn hơn chiều cao của Lương Khanh Vũ chút xíu. Lương Khanh Vũ cao hơn cơ. Đúng, Lương Khanh Vũ cao hơn người đó. Tôi ra vẻ nhẹ nhõm nói, làm tôi giật cả mình. Đây không phải là anh Vũ. Anh Vũ không lùn như thế đâu. Nói rồi, tôi muốn bỏ đi. Bác sĩ đứng sau lưng tôi nói, lừa mình dối người và trốn tránh đều không có tác dụng gì đâu vốn dĩ không phải là anh Vũ. Tôi cúi đầu, nói bằng giọng điệu mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chột dạ. Vậy cô nhìn đi. Người kia che vải trắng kín mít. Tôi không nhìn thấy mặt người. Xem thì xem. Tôi làm bộ như ung dung, bước vào trong nhà xác. Đi đến chỗ cách chiếc giường chỉ còn một bước, chân tôi bỗng nặng chịu như đổ trì, không nhấc chân lên được. Bác sĩ đi theo tôi vào phòng, đến bên giường hỏi tôi, có cần tôi sốc lên giúp cô không? Không cần. Đừng nhúc nhích. Tôi can ngăn hắn, Tôi rất sợ hãi. Tôi không biết phải làm sao đây. Tôi rất muốn trở về, nhưng chân tôi không nhúc nhích được. Bác sĩ thấy tôi như vậy, nâng tay vỗ vai tôi, nhìn một chút đi. Tôi nghĩ anh ta cũng mong cô nhìn anh ta đấy. Anh mong tôi thấy anh sao? Thật ư. Ừ. Lời nói của bác sĩ như là lời cổ vũ. Cuối cùng tôi cũng nổi dũng khí bước lên trước một bước, đứng trước chiếc giường. Tay tôi đặt lên trên tấm vải trắng. Rốt cuộc, tôi cũng hạ quyết tâm sốc tấm vải trắng đó lên chỉ nhấc lên một góc tôi đã thấy khuôn mặt của lương khanh vũ anh nhắm mắt lại sắc mặt hơi trắng nhưng không phải là phở phạc trông dáng vẻ như đang ngủ vậy anh vũ nước mắt vốn đã dừng nay lại tràn mi tôi không thể tin vào mắt mình người đàn anh vừa rồi còn đưa tôi đến công ty nay lại nằm ở đây tôi chạm vào tay anh mặc dù hơi cứng ngắc nhưng vẫn còn chút độ ấm không ngờ lại vẫn còn độ ấm anh ấy anh ấy còn sống anh ấy chưa chết tôi nhìn bác sĩ kéo tay hắn đi sở tay Lương Khanh Vũ, anh xem, tay anh ấy vẫn còn ấm. Anh ấy còn sống. Không phải nói là thân thể người chết đều lạnh sao. Nhưng thân thể của Lương Khanh Vũ vẫn ấm áp. Có lẽ anh còn chưa chết đâu. Bác sĩ rút tay ra, nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Sau khi chết, tuần hoàn máu trong cơ thể đã ngừng lại, nhưng thi thể sẽ không lạnh xuống ngay. Không, anh, có phải là tại các anh không chịu cấp cứu đàng hoàng không hả? Anh ấy chưa chết mà. Anh ấy còn chưa chết. Các người thử lại lần nữa đi, tôi khuỵu gối xuống trước mặt bác sĩ tôi chắp tay trước ngực van xin xin anh đấy cứu anh ấy đi lại thử lần nữa đi anh ấy thật sự chưa chết đâu bác sĩ nhìn tôi thở ra thật dài cô tống người đã chết không thể sống lại được tôi cảm thấy cô nên mau chóng báo tin tức của anh ta cho chúng tôi để chúng tôi có thể liên lạc với người nhà anh ta đi nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài tôi đuổi theo hắn vì chạy quá nhanh nên tôi té ngã tay bị chảy xước nhưng tôi cũng không để ý mà đuổi theo bác sĩ xin anh đấy anh ấy thật sự còn chưa chết đâu thật sự chưa chết anh cứu anh ấy đi bác sĩ không để ý tới tôi tiếp tục đi lên lầu tôi đuổi theo lên lầu đuổi theo tới tận văn phòng bác sĩ lúc này một y tá đi tới bỗng đâm kim tiêm vào cơ thể tôi tôi nhìn cô ta muốn vùng vẫy chỉ mấy giây sau tôi đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu đầu óc mơ màng đợi đến khi tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi quen thuộc đó là phòng khách sạn tôi nghe thấy tiếng gõ cửa mở cửa ra thì thấy ngoài cửa là một chiếc xe đẩy mùi cháo bay vào từ khe cửa tôi ngẩng đầu thấy lương khanh vũ đứng ngoài cửa nói với tôi rằng khanh chào buổi sáng anh vũ tôi ngạc nhiên nhìn anh đầu óc thoáng hỗn loạn nhưng tôi vẫn lùi lại một bước để anh vào phòng anh dọn bữa sáng cho tôi xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi cùng ăn bữa sáng với tôi sau đó tôi vào toilet sửa sang quần áo Lúc đi ra, tôi thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khóe mắt anh hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ trông rất đẹp. Anh nhìn tôi, vẫn dịu dàng như thế, đẹp trai như thế. Ánh nắng vàng ương vương trên người anh như là quần sáng thiên thần vậy. Anh nói với tôi rằng, Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Anh Vũ, tôi nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị kẹt trong cổ họng. Tôi muốn bước tới giữ chặt lấy anh, nhưng chân lại không thể nhấc lên được sau đó ánh nắng càng ngày càng trói trói tới mức tôi không thể nhìn anh rõ ràng được anh vũ anh vũ anh vũ lúc tôi có thể kêu ra tiếng tôi mở choàng mắt trước mắt chỉ toàn là màu trắng tôi lập tức nhận ra đây là bệnh viện mọi thứ vừa rồi chẳng qua là một giấc mơ mà thôi lúc này một người y tá đi vào nhìn tôi nói cô tỉnh rồi à tôi tôi bị sao vậy tôi nghĩ kỹ lại hôm qua tôi đuổi theo bác sĩ kia để hắn khám lại cho lương khanh vũ lần nữa sau đó bị tiêm cho một mũi. Hôm qua cô quá kích động nên chúng tôi tiêm thuốc an thần cho cô." Y tá giải thích với tôi. Tôi lúng túng nhìn cô ấy, nghĩ tới Lương Khanh Vũ, tôi hỏi, "Anh Vũ đâu rồi? Anh Vũ của tôi sao rồi?" "Ba mẹ anh ta đã đến. Đây, đang chuẩn bị đưa thi thể của anh ta về nhà. Bây giờ cô qua đó chắc là vẫn có thể đuổi kịp đấy." Y tá nói. "Sắp trở đi rồi sao?" Tôi không cần suy nghĩ gì cả, mang giày vào rồi chạy ra ngoài. Chương 148 Đừng bao giờ quên rằng Lương Khanh Vũ là bị cô hại chết. Có lẽ là vì được tiêm thuốc an thần nên lúc này đầu óc tôi còn hơi lộn xộn, lúc chạy bộ va chạm lung tung, nhưng tôi lại không để ý được nhiều như vậy. Vừa đến cửa, tôi thấy một chiếc xe tải lớn đỗ ở đó, bên cạnh có 7, 8 người đang đứng. Tôi vừa nhìn là nhận ra ba mẹ của Lương Khanh Vũ, họ cũng nhìn thấy tôi. Tôi đi đến đằng trước, mẹ Lương Khanh Vũ đi tới, trực tiếp đẩy tôi ra, "Mày đừng bám theo con trai tao nữa, đều tại mày." đồ sao chổi xuôi xẻo nếu không phải tại mày thì con trai tao sao có thể chết được chứ cô ơi cô đừng giận nữa cẩn thận thân thể bên cạnh có người đỡ bà ta bác gái cháu biết lỗi rồi tôi nhìn thi thể lương khanh vũ trên xe xin bà ta cháu muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa có được không không được mẹ lương khanh vũ chặn trước cửa liên tục đẩy tôi đồ sao chổi xuôi xẻo mày nhìn mày nhìn thì con trai tao có thể sống lại được không mẹ lương khanh vũ khóc thảm thiết Bà ta vẫn đẩy tôi ra, khiến tôi và Lương Khanh Vũ cách một khoảng cách. Tôi biết, thi thể bị đưa đi, tôi không thể thấy Lương Khanh Vũ được nữa. "Bác gái, cháu..." Ngay lúc tôi đang định xin bà ta thì một người bước ra từ trong đám đông. Tôi còn chưa phản ứng lại thì người kia nâng tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy tai ù đi. Ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt tôi là An Kiều. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, "Tống Duyên Khanh, cô cút đi được không?" trước đó cô đã hại lương khanh vũ đến mức đó rồi mà còn không biết hối cải bây giờ cô đòi cả mạng sống của anh ấy nữa sao cô vẫn còn ở đây chưa chịu đi cô còn muốn làm gì nữa đây tôi tôi bị cô ta đánh nhưng tôi không hận cô ta chút nào cả thậm chí trong lòng tôi tràn đầy áy náy đúng rồi đều do tôi cả nếu không phải xảy ra chuyện ấy thì lương khanh vũ sao lại chạy tới vĩnh an được chứ nếu anh không đến thì sẽ không trở về không trở về thì sẽ không xảy ra chuyện đều tại tôi là tôi hại chết anh. Cô cút đi càng xa càng tốt. Nhưng xin cô đừng bao giờ quên rằng, Lương Khanh Vũ là bị cô hại chết." An Kiều nói rồi vung tay lên, đóng cửa xe tải lại. Cô ta đỡ mẹ Lương Khanh Vũ lên xe. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn họ lên xe, nhìn chiếc xe chở Lương Khanh Vũ đi càng ngày càng xa. Mãi cho tới khi không thấy chiếc xe nữa, tôi mới ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, nói, "Anh Vũ, xin lỗi, xin lỗi." Nếu thời gian quay ngược lại, em thà rằng người chết là em. Hôm sau, tôi về Vĩnh An. Tôi xin nghỉ ở công ty. Tôi cầm tiền, thuê căn phòng mà trước đó Lương Khanh Vũ đã đặt cho tôi. Tôi cứ thế ở trong đó, không làm gì hết, chỉ ngồi trên giường ngẩn người, nhìn cánh cửa ấy, chờ đến khi cánh cửa bị gõ vang, mong chờ khi cánh cửa ấy mở ra, người bước vào là Lương Khanh Vũ, nhưng mỗi lần đều khiến tôi thất vọng. Người gõ cửa luôn luôn là nhân viên phục vụ khách sạn. Tôi ở đó 7 ngày, vào ngày thứ bảy, cửa lại bị gõ vang. Tôi hoan hỉ mở cửa ra. Ngoài cửa là Khương Thanh, vung nắm đấm lên, "Em càn quấy đủ chưa?" Tôi nhìn Khương Thanh, Thiều Thảo, "Sao chị biết mình ở đây?" "Em đừng quan tâm." Khương Thanh liếc xéo tôi một cái, tức giận nói, "Em đang làm gì thế hả? Ở đây chờ đến khi mình có siêu năng lực xuyên qua thời không hả?" "Em, đúng rồi, tôi đang chờ mong gì đây? Lương Khanh Vũ đã chết rồi. Anh sẽ không trở lại nữa." Nói xem thử xem đã xảy ra chuyện "Gì vậy?" Khương Thanh ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe, bắt đầu từ vụ sao chép trận bán kết mãi cho tới cái chết của Lương Khanh Vũ. Kể xong, tôi thiểu thảo, "Đều tại em, tại em không có bản lĩnh, chứ nếu không thì cũng không cần phải nhờ anh ấy giúp đỡ." "Vậy thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An, sẽ không đi lên đường cao tốc, cũng sẽ không chết. Tỉnh lại đi, đều là ngoài ý muốn cả thôi." "Không phải là ngoài ý muốn. Nếu không phải tại em thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An." Tôi kiên quyết lặp lại nếu anh ấy không đến vĩnh an thì sẽ không đi đường cao tốc trở về khương thanh thấy tôi như vậy ngồi trên giường ôm chầm tôi vào lòng được rồi hết thảy đều là lương khanh vũ tự nguyện cho dù anh ấy có biết là sẽ gặp tai nạn thì chắc chắn anh cũng sẽ trở về thôi đây là sự lựa chọn của anh ấy nhưng mà gì mà lắm nhưng thế chắc chắn anh ấy sẽ không hối hận đâu vì người mình yêu thì có gì mà hối hận chứ lời nói của khương thanh khiến tôi không khỏi im lặng vì người mình yêu anh yêu tôi tôi biết trước khi chết anh đã gửi nhiều tin nhắn cho tôi như vậy mà nói với tôi rằng anh yêu tôi nhưng vốn dĩ tôi không xứng với tình yêu ấy khương thanh trả phòng với tôi cùng tôi về nhà lúc ở nhà tôi nhận được điện thoại của đặng tùng anh ta nói với tôi rằng thể lệ trận chung kết đã có rồi phải tập hợp rồi xuất phát ở ba ngày sau hỏi bên tôi có việc gì không muốn xin nghỉ tới khi nào xin lỗi sếp đặng tôi không tham dự trận chung kết nữa đâu tôi đáp lại một cách hờ hững lúc nghe đặng tùng nói chuyện tôi suy nghĩ lại những việc đã qua. Nếu không phải tại trận đấu bán kết lần này, nếu không phải tại sự kiện lương vũ hạnh kia thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Gì cơ? Đầu dây bên kia, Đặng Tùng ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức khuyên nhủ, Duyên Khanh, mình đừng nói đùa nhé. Cô vất vả lắm mới chứng minh được rằng mình không sao chép để vào trận chung kết. Bây giờ nói không tham dự là sao hả? Xếp Đặng, người giúp tôi chứng minh tôi không sao chép hôm đó đã chết rồi. Là tôi hại anh ấy, tôi ôm điện thoại ấp úng nói khi nhắc tới chuyện này nước mắt lại tràn vành mi lòng tôi chua sót khôn tả chết rồi đầu dây bên kia đặng tùng ngây ngẩn cả người sao mà đột ngột vậy đúng rồi cho nên tôi không muốn tham dự nữa nói rồi tôi cúp điện thoại tôi bây giờ sống không còn gì luyến tiếc nữa khương thanh nghe tôi gọi điện thoại đi ra hỏi tôi chuyện gì vậy không có việc gì chẳng qua là không tham dự trận chung kết thôi tôi nói bằng giọng thản nhiên. Khương Thanh nghe vậy, sửng sốt trong chốc lát rồi đi tới, vỗ lên mặt tôi, em gái à, em điên rồi hả? Trận chung kết lần này đã chứng minh là em không sao chép, là Lương Khanh Vũ đánh đổi bằng cả mạng sống. Anh ấy chết rồi, em lại không tham dự nữa, không cảm thấy mình phụ lòng anh ấy à? Em, mấy ngày qua, đầu óc của tôi vẫn luôn mơ hồ, nhưng lời nói của Khương Thanh lại đột nhiên khiến tôi tỉnh táo lại. Đúng rồi, sự trong sạch của tôi là được Lương Khanh Vũ chứng minh bằng chính mạng sống của anh ấy. Sao tôi có thể không tham dự được chứ? Tôi mau chóng cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho Đặng Tùng. Đúng lúc đó, anh ta lại gọi lại cho tôi, tôi nghe máy rồi nói, xin lỗi sếp Đặng. Vừa rồi tôi không nghĩ rõ ràng. Tôi tham dự, tôi sẽ tham dự trận chung kết. Nghe tôi nói vậy, Đặng Tùng không khỏi. Thở hắt ra một hơi, ây già, Tống Duyên Khanh, cô làm tôi sợ muốn chết. Tôi tham dự, tôi lặp lại lần nữa. Được được, thông báo về trận chung kết lần này là phát cho cá nhân, Bây giờ tôi gửi vào email của cô nhé. Cô xem thử đi. Đặng Tùng nói rồi cúp máy. Chưa tới một phút sau, hộp thư của tôi đã nhận được email về trận chung kết mà Đặng Tùng gửi tới. Chương 149, hiện trường tai nạn không phát hiện bất cứ dấu vết phanh lại. Tôi mở email xem sơ qua, trận chung kết tổng cộng có 6 người. Nhưng hiện giờ trong email không công bố 6 người này rốt cuộc là ai. Chỉ nói 3 ngày sau, mọi người phải tập hợp ở sân bay, do người trong công ty tương ứng phụ trách, thống nhất xuất phát đi đâu trong email cũng không viết nhưng tôi không để ý mấy cái đó nếu đã quyết định đi thì cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ đi tôi đang xem email khương thanh ôm lấy tôi từ đằng sau chị biết em rất buồn nhưng người chết không thể sống lại được lần này anh ấy đến đây cũng là vì lo cho em nên em càng phải sống tốt mới được tôi cúi đầu cầm lấy tay chị ấy nói trước khi anh ấy đi em còn từng nói với anh ấy rằng em sẽ không yêu phải anh ấy đâu có phải là em đã sai rồi không em cảm thấy em nên đồng ý anh ấy mới phải nếu em làm thế thì tình cảm mà em dành cho anh ấy chỉ là sự đồng tình mà không phải là tình yêu nhưng như vậy thì anh ấy cũng sẽ không lìa đời với tâm trạng đau buồn ấy nhưng đó vẫn là đồng tình em mong người em yêu sẽ ở bên em cả đời vì đồng tình với em chắc câu hỏi của khương thanh cho dù không đáp lại nhưng trong lòng tôi cũng đã có đáp án tôi không cần khương thanh vỗ vai tôi người chết không thể sống lại chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng anh ấy đã vì em mà chết cho nên em hãy sống sót thật tốt thay cho anh ấy. Ừ, tôi gật đầu. Tôi sẽ sống thật tốt, tốt hơn bây giờ. Ngày mai Khương Thanh phải đi công tác, lại hơn một tháng không trở lại. Buổi tối tôi nấu đặc sản địa phương cho chị ấy ăn non nê. Hai người chúng tôi lại nằm trên giường hàn huyên thật nhiều chuyện ngày xưa. Đến hơn nửa đêm, chúng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, lúc thức dậy, tôi thấy Khương Thanh vẫn còn ngủ, bèn đẩy chị ấy, cậu còn chưa đi à? Khương Thanh mơ màng mò di động, nhìn thoáng qua, giật bắn cả người nhảy xuống giường sao em không gọi chị dậy sớm hơn chị ấy vừa càm giảm vừa thay quần áo sách hàng lý đã thu dọn từ trước đó thậm chí còn không kịp trang điểm đã lao ra ngoài lúc đưa chị ấy ra ngoài tôi vừa lúc gặp lý trọng mạnh anh cũng xuống lầu thấy khương thanh lao tới anh bèn giữ thang máy lại giúp chị ấy khương thanh nói tiếng cảm ơn rồi không khách khí xông vào chờ đến khi chị ấy rời đi rồi tôi mới chỉnh chu lại bản thân mình đến công ty bàn giao công việc dù sao thì thể lệ trận chung kết lần này viết rất mơ hồ chỉ nói ba ngày sau tập hợp ở sân bay ngoài ra đi đâu đi bao lâu không có lấy nửa chữ tôi đành phải giao hết khách hàng công việc trong tay cho người khác một cách không cam lòng bàn giao công việc xong tôi bước ra từ công ty nhận được một cuộc gọi xa lạ tôi nhấc máy đối phương hỏi tôi trước là tống duyên khanh đúng không vâng giọng nói này rất xa lạ tôi không khỏi nảy sinh cảnh giác đối phương nói chào cô chúng tôi là cảnh sát giao thông ở thị trấn ngô tôi có mấy câu muốn hỏi cô về vụ tai nạn trên đường cao tốc mấy tuần trước cảnh sát giao thông thị trấn ngô hỏi tôi tôi không khỏi sửng sốt đương nhiên là tôi biết anh ta nói tới vụ tai nạn giao thông đó chẳng qua ý anh là gì vụ tai nạn đó không phải là ngoài ý muốn sao tôi không khỏi trở nên căng thẳng bây giờ còn chưa thể xác định được chẳng qua khi chúng tôi kiểm tra hiện trường thì phát hiện có những điểm đáng ngờ cho nên có mấy câu muốn hỏi cô một chút cảnh sát giao thông nói một cách quan liều tôi vội nói được thôi anh hỏi đi tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho anh điều đầu tiên mà cảnh sát giao thông hỏi là chuyện lương khanh vũ gọi điện thoại cho tôi tôi kể cho anh ta nghe về tình huống khi đó bày tỏ khi đó tôi cũng không nhận được điện thoại của anh ấy sau đó anh ấy gửi tin nhắn bằng giọng nói cho tôi nội dung tin nhắn là gì có thể tiết lộ cho tôi được không cảnh sát giao thông hỏi tôi thoáng trần trừ đó là tin nhắn riêng tư mà lương khanh vũ gửi cho tôi nhưng tôi muốn biết nhiều tin tức hơn từ chỗ cảnh sát giao thông nên dù do dự tôi vẫn nói tôi và anh ấy có khúc mắc về chuyện tình cảm anh ấy gửi wechat là muốn nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi được rồi tôi hiểu rồi nếu còn có việc gì thì tôi sẽ liên lạc lại với cô cảnh sát giao thông không nói thêm gì nữa nghe giọng điệu của anh ta tôi biết anh ta muốn cúp máy tôi vội nói à có thể nói cho tôi biết vụ tai nạn đó có điểm đáng ngờ gì không vậy ừ um. nói cho tôi nghe chút đi Lương Khanh Vũ là người rất quan trọng đối với tôi. Tôi cố ý nói, nếu không thì trước khi chết, anh ấy cũng sẽ chỉ gọi điện thoại cho tôi mà không kịp liên lạc với người nhà mình. Đúng không? Đầu dây bên kia, cảnh sát giao thông im lặng trong chốc lát rồi mới nói, là thế này, chúng tôi không phát hiện bất cứ dấu vết phanh lại nào ở hiện trường tai nạn. Ngoài đó ra, cảnh sát giao thông không nói thêm gì nữa. Tôi cúp điện thoại, đứng ở cửa công ty, đầu óc hơi lộn xộn. Thế là thế nào? Chẳng lẽ có kẻ nào muốn hại Lương Khanh Vũ ư? nếu là vậy thì kẻ đó là ai có khi nào là anh có mâu thuẫn với người khác trong chuyện làm ăn khiến đối phương nảy sinh ý định giết người không nhỉ tôi biết mình có suy nghĩ miên man cũng vô ích mọi chuyện vẫn phải giao cho cảnh sát điều tra hai ngày sau tôi phải tham dự trận chung kết lần này đi bao lâu cũng không biết nữa cộng thêm chuyện trước đó đã rất lâu rồi tôi không đi thăm tống tuyết bây giờ vừa lúc có rảnh tôi gọi taxi đi bệnh viện thánh tâm tống tuyết vẫn hôn mê trong phòng icu tôi nhìn bà ấy qua vách tường thủy tinh. Hôn mê mấy tháng, chỉ nhờ vào cung cấp chất dinh dưỡng, Tống Tuyết đã gầy đi trông thấy, hai bên má lõm vào rõ rệt. Bà nội, nhất định bà phải tỉnh lại đấy. Tôi đứng trước tường thủy tinh thiểu thào. Trên thế giới này, có rất ít người khiến tôi cảm thấy quan trọng. Tống Tuyết, Khương Thanh, Lương Khanh Vũ. Bây giờ Lương Khanh Vũ đã chết rồi. Tống Tuyết nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ủa, wow, đến sớm thế à? Chứ còn gì nữa? Chắc là đã trông chờ giây phút này từ lâu rồi. Đúng lúc tôi đang nhìn Tống Tuyết thì hai cô y tá đi qua sau lưng tôi. Tiếng nói chuyện của hai người họ hơi to nên bị tôi nghe thấy hết. Tôi quay lại, nhanh chóng đi đến gần họ hỏi, các cô đang nói gì vậy? Một cô y tá trong đó có vẻ không ngờ rằng, tôi sẽ đuổi theo họ nên sắc mặt thay đổi, nói ngay tức khắc, không có gì đâu. Một người khác lại bất mãn, có gì mà phải giấu? Có phải là chuyện mờ ám gì đâu mà? Sao vậy? Có phải là chiều nay đã xảy ra chuyện gì không? Tôi vẫn hỏi, cô không biết à? Một y tá hỏi tôi, người bệnh này đã hôn mê hơn 3 tháng rồi. Hôm qua lại làm kiểm tra, bị tuyên bố là người thực vật, đã thông báo cho người nhà các cô chiều nay đến đây để tuyên bố chuyện này rồi. Gì cơ? Tôi ngây ra như phỗng. Hai cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, dường như rất bất ngờ vì tôi không biết gì về chuyện này. Hai người đi xa, tôi đứng ở đó một mình, đầu óc như mớ bòng bong. Thế là thế nào? Bị phán định là chết não, chiều nay sẽ tuyên bố chuyện này thế mà không ai nói cho tôi cả. Nếu hôm nay tôi không đến thì chắc chắn sẽ bỏ qua thời khắc này. Tôi đứng chờ ngoài phòng bệnh một giờ. Tống Cẩm Dương, Tống Cẩm Chi, cùng với Tống Duyên Minh đồng thời xuất hiện. Họ thấy tôi thì đều sừng sốt tại chỗ. Chương 150, yêu tiền của anh hay là yêu con người anh? Anh gọi cô ta đến à? Tống Cẩm Chi liếc xéo Tống Cẩm Dương một phát, vẻ mặt đầy bất mãn. Anh đâu có đâu. Tống Cẩm Dương lắc đầu. Ông ta nhìn tôi, khó hiểu hỏi, Tống Duyên Khanh, Cô tới đây làm gì? Tôi à." Tôi nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ, nói, "Các người tới làm gì thì tôi cũng tới làm cái đó." Xem ra, họ đều muốn giấu tôi chuyện này. "Cô!" Tống Cẩm Dương nhìn tôi, vẻ mặt bực bội, có vẻ là muốn đuổi tôi đi. Lúc này, một bác sĩ ôm cặp tài liệu đi tới, thấy mấy người chúng tôi, hỏi, "Đều đến đủ rồi hả?" "Đến đủ rồi thì tôi nói nhé." Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi liếc tôi một cái, mặc dù ánh mắt hai người có chứa bất mãn nhưng cũng không thể gây chuyện trước mặt bác sĩ bác sĩ mở cặp tài liệu trong tay ra đọc sơ qua thời gian tống tuyết nhập viện thời gian hôn mê cùng với những số liệu khác cuối cùng tuyên bố chết não sau khi tuyên bố xong bác sĩ nhìn chúng tôi nói các anh chị hãy trở về thương lượng khi nào tắt máy hô hấp tắt máy hô hấp thế không phải là tống tuyết sẽ chết sao tôi không đồng ý tôi lên tiếng đầu tiên tôi không đồng ý kiên quyết không đồng ý lương khanh vũ vừa chết bây giờ nếu ngay cả tống tuyết cũng chết Tôi mất đi hai người quan trọng thì tôi không thể tiếp nhận được. Tống Cẩm Chi liếc xéo tôi một phát, chỗ này là nhà họ Tống. Cô căn bản không coi là người nhà họ Tống, có chỗ cho cô chõ mồm vào sao? Nếu tắt máy hô hấp thì bà nội sẽ chết mất. Tôi nhìn Tống Cẩm Chi, mẹ đã chết từ lâu rồi, chẳng qua là nội tạng vẫn còn hoạt động thôi. Bà ấy đã là người thực vật rồi. Cô có hiểu người thực vật là gì không hả? Tống Cẩm Chi nói. Bác sĩ thản nhiên nhìn chúng tôi cãi nhau, chỉ dặn một câu chú ý giữ im lặng, rồi bỏ đi, chắc hẳn hắn đã quen với chuyện này rồi. Tôi cũng biết người thực vật có nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn không cam lòng, nhưng mà, không phải là có rất nhiều tin tức về người thực vật hôn mê nhiều năm, cuối cùng vẫn tỉnh lại đó sao? Tin tức? Tống Cẩm Chi lập tức bật cười, có phải là khi nói ra hai chữ này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười không hả? Nếu không phải hiếm thấy thì có thể đưa lên tin tức được sao? Nói rồi, bà ta lại nhìn về phía Tống Cẩm Dương, "Anh hai, anh không nói gì hết sao?" bây giờ nhà họ tống thế nào anh biết rõ hơn em mà đúng không một ngày tốn mấy triệu một tháng gần cả trăm triệu chúng ta còn có thể chống chọi được trong bao lâu đây nhưng mà cũng không thể đóng máy hô hấp ngay hôm nay được tống cẩm dương im lặng thật lâu rồi mới nói như thể phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói được những lời này vậy nhưng không thể thay đổi được sự lạnh lùng tuyệt tình trong lời nói của ông ta vậy thì khi nào mới tắt đây nhất định phải tắt trong tháng này nếu không thì tôi không trả tiền đâu Tống Cẩm Chi khoanh tay trước ngực, bày tỏ nói được thì làm được. Tống Cẩm Dương cáo kỉnh nói, về nhà rồi thương lượng đi. Nếu họ bàn bạc ngay trước mặt tôi thì chắc chắn tôi sẽ can ngăn. Cho nên phải né tránh tôi. Tống Duyên Minh nhìn họ cãi nhau, cũng khuyên nhủ, cô, ba, xe đến trước núi tất có đường. Nếu chúng ta vội vã tắt máy hô hấp như vậy, lỡ như bà nội có thể tỉnh lại thật thì chẳng lẽ hai người sẽ không hối hận sao? Lời nói của chị ta khiến tôi giật nảy mình. Nhưng ngẫm lại, cũng không bất ngờ cho lắm, dù sao thì Tống Duyên Minh vẫn luôn là một đóa hoa sen trắng như thế mà. Tuy không biết trong lòng chị ta nghĩ gì, nhưng luôn nói những lời rất êm tai. Tống Cẩm Dương nhìn chị ta, vẻ mặt không kiên nhẫn, nếu là trước kia thì thôi, nhưng bây giờ tình hình nhà mình thế nào, con cũng biết chút ít rồi đó. Đúng đấy, không thì cháu bảo Lý Hào Kiệt của cháu chi tiền đi. Dù sao thì tí tiền đó đối với cậu ta mà nói cũng chẳng đáng là bao đâu. Tống Cẩm Chi đứng bên cạnh nói mát nhắc tới lý hào kiệt tống duyên minh lộ vẻ ngượng nghịu cháu cháu sẽ nói với anh ấy thử xem nhưng cháu cảm thấy làm thế không ổn lắm đâu dù sao cũng là chuyện nhà mình mà cũng đúng không thì thôi đi bảo cậu ta đầu tư cho tống thị thì hơn bây giờ tống thị đang cần tiền chút việc còn con thế đừng để nó chiếm mất một ơn huệ tống cẩm chi nói biểu cảm của bà ta rất đương nhiên nhưng tôi nghe lại nổi giận chút việc còn con mạng sống của tống tuyết trong mắt bà ta chỉ là việc còn con thôi số tiền này tôi cũng sẽ nghĩ cách dù gì đi nữa tôi cũng sẽ không cho phép họ tắt máy hô hấp của tống tuyết ba người họ đều nhìn về phía tôi vẻ mặt khác nhau nhất là tống cẩm chi vẻ mặt như xem trò hay cười nó được thôi tống duyên khanh tôi chờ xem cô chi tiền nói rồi bỏ đi luôn tống cẩm dương liếc tôi một cái cũng rời đi nhất thời ở đây chỉ còn lại tôi và tống duyên minh tôi muốn đi lại nghe tống duyên minh ở đắng sau nói hay là để tôi đi hỏi mượn anh lý chút tiền đi tôi dừng chân nhìn chị ta hỏi bằng giọng khó hiểu chẳng lẽ chị không có tiền à tống duyên minh hơi ngượng ngùng lắc đầu nói không có gần đây tôi đi xem lại ghi chép ngân hàng mấy năm qua đều là anh lý gửi tiền cho tôi hàng tháng thẻ tín dụng mà tôi dùng cũng là anh lý cho à thì ra là thế lý hào kiệt có bản lĩnh thật đấy vừa thả thính tôi lại vừa nuôi tống duyên minh không biết vì sao trong lòng tôi lại rất tức giận Tôi liếc xéo Tống Duyên Minh, chính cô có tay có chân, tại sao không tự đi kiếm tiền đi? Tôi, Tống Duyên Minh e thẹn nói, tôi chẳng biết gì cả, có phải cô không biết đâu mà. Hồi học đại học, có mấy bài tập là cô làm giúp tôi. Tôi mà ra ngoài đi làm, tiền lương một tháng còn chưa đủ để mua một món quần áo ấy chứ. Cũng đúng. Chị ta nói không sai. Chị ta chẳng biết làm gì cả, chắc chắn cũng không kiếm được đồng nào đâu. Thế chị định để cho Lý Hào Kiệt nuôi mãi thế à? Nếu có ngày anh ta không nuôi chị nữa thì sao? Anh Lý không làm thế đâu. Tại sao? Tôi không hiểu tại sao Tống Duyên Minh lại nói một cách chắc nịch như thế. Tôi không bao giờ hiểu được khúc mắc giữa họ. Tôi, Tống Duyên Minh liếc nhìn tôi một phát, ánh mắt hơi phức tạp. Xoắn suýt cả buổi rồi mới nói, dù sao thì không bao giờ đâu, chắc chắn anh ấy sẽ vẫn nuôi tôi. Thế chị yêu tiền của Lý Hào Kiệt, hay là yêu con người anh ta? Tôi muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi. Chẳng qua trước đó quan hệ giữa tôi và Tống Duyên Minh rất căng thẳng, cho nên không có cơ hội. Tôi yêu hết. Quả nhiên Tống Duyên Minh khiến tôi rất bất ngờ. Chị ta nói xong rồi bỏ đi, cũng không nói nhờ tôi giữ bí mật cho chị ta các thứ, như thể mấy chuyện này cũng không quan trọng với chị ta. Ăn chắc rằng dù sao thì Lý Hào Kiệt cũng sẽ yêu chị ta thôi. Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật hay là mất trí nhớ giả đây? Tôi càng ngày càng không hiểu nổi. Tôi rời khỏi bệnh viện, không về nhà mà đến phòng môi giới nhà đất, muốn tìm hiểu xem căn hộ của tôi bây giờ giá trị bao nhiêu tiền môi giới báo giá gần 500 tỷ, nhưng không thể cam đoan rằng có thể bán được ngay lập tức. Còn hai ngày nữa tôi phải đi tham dự trận chung kết cuộc thi thiết kế rồi, không biết sẽ đi bao lâu. Trong khoảng thời gian này, nếu căn hộ được bán đi thì tôi cũng không thể trở về. Số tiền 500 tỷ này, tôi cũng không yên tâm mà giao hết cho môi giới làm giúp tôi được. Tôi suy nghĩ mãi. Lúc về nhà, tôi tìm được phương thức liên hệ với Tống Cẩm Chi. Tôi không gọi điện thoại cho bà ta mà kết bạn WeChat trước. Sau khi bà ta đồng ý, tôi bèn gửi video điện thoại, mà Tống Tuyết đã gọi trước khi làm phẫu thuật ở bệnh viện cho bà ta. Chương 151, Tổng giám đốc Lý, ngài đích thân tới tiễn chúng tôi sao? Lúc gửi tin nhắn cho Tống Cẩm Chi, tôi lại nhìn thấy avatar WeChat của Lương Khanh Vũ. Avatar là ảnh chụp của anh ấy. Lâu nay, tôi chưa từng cẩn thận ngắm nhìn ảnh chụp trên WeChat của anh ấy. Khi phóng to tấm ảnh lên, tôi mới nhận ra đó là ảnh lúc anh ấy học đại học mặc một chiếc áo tê rất màu trắng tinh tươm và quần bò đứng ở cổng trường học bộ quần áo này tấm ảnh này lúc nhìn thấy tôi cảm thấy có phần quen thuộc cẩn thận nhìn kỹ mới nhớ ra hình như tấm ảnh này là do tôi chụp cho anh lúc đó chúng tôi còn chưa quen biết khi ấy ở trường học anh cản tôi lại và nói em khóa dưới chụp giúp anh tấm ảnh nhé lương khanh vũ ngày đó là nhân vật làm mưa làm gió trong khoa chúng tôi có thể nói rằng anh ấy rất ưu tú tôi vừa nhìn đã nhận ra anh lập tức đồng ý không chút do dự sau ngày hôm đó, chúng tôi trao đổi WeChat. Tôi mở khung chat, có 7-8 tin nhắn thoại vẫn đang yên lặng nằm đó. Vậy mà tôi lại không có dũng cảm bấm nghe lấy một lần. Sợ hãi nghe được giọng nói anh ấy. Giống như tôi đang chạy trốn vậy. Tôi mở bài đăng trong vòng bạn bè của anh. Tin thứ nhất là mấy ngày hôm trước ba mẹ anh đang thay anh. Tin trước nữa đã là của 4, 5 tháng trước. Là lúc sang năm mới. Không biết được anh chụp trộm bóng lưng của tôi từ góc nào, cùng một dòng trạng thái, hy vọng ngày sau hàng năm đều được cùng em đón năm mới. Lúc tôi nhìn thấy bài đăng đó mà ngây ngẩn người, thì di động trượt báo có cuộc gọi tới. Tôi nhìn thoáng qua, là Tống Cẩm Chi. Tôi điều chỉnh tâm trạng của mình một chút rồi tiếp điện thoại. Tống Duyên Khanh, cô có ý gì? Cô theo dõi tôi có phải không? Cô dựa vào cái gì mà nghe lén điện thoại của tôi? Vừa nhận cuộc gọi, trong di động lập tức chuyển đến tiếng nói cực kỳ chói tai của Tống Cẩm Chi. Tôi đưa điện thoại ra xa, dùng tay móc móc lỗ tai cho thông thoáng rồi đáp lại nhạt thách, theo dõi. Chẳng qua tôi chỉ trùng hợp nghe được mà thôi. Hừ, trùng hợp, ở đâu ra chuyện khéo như vậy? Thích tin hay không tùy bà. Tôi ngồi lên sofa, đặt di rộng trên đùi, nhàn nhã thoải mái dù sao người đang cuống cũng chẳng phải tôi. Ở phía kia, Tống Cẩm Chi không nói gì hồi lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở truyền đến qua loa. Phỏng chừng nhìn thấy video kia đã khiến bà ta điên tiết quá rồi. Khoảng 30 giây trôi qua bà ta mới mở miệng nói đi cô muốn gì tôi tôi nói trước muốn tiền thì không có đâu tôi vừa lên tiếng đã bị bà ta ngắt lời tình huống hiện giờ của tống thị cô cũng biết rồi đấy công ty của tôi và anh trai đều đang nợ nần cho nên các người mong bà nội chết sau đó chia di sản của bà lấy tiền cho các người đúng không tôi nói bình thản dường như tôi đã ngộ ra được lý do vì sao bọn họ lại mong tống tuyết chết không phải không phải tống cẩm chi vội giải thích đó là bà nội cô cũng là mẹ tôi mà tôi đâu muốn bà ấy chết nhưng người đã chết não rồi. Chúng tôi cũng không có cách nào hết. Bà ta nói, âm thanh dường như có chút nức nở. Có khóc thật hay không? Tôi không rõ. Ồ, tôi ồ một tiếng đầy thâm ý, yên tâm, tôi không đòi bà tiền. Vậy thì tốt. Tống Cẩm Chi thở phào một hơi dài. Tôi, ngẫm nghĩ, tôi sẽ bán phòng mình đang ở, sau đó chi trả tiền trị bệnh của bà nội. Thật sao? Tôi vừa nói xong, giọng Tống Cẩm Chi đã buông lòng hẳn đi. Như chút được gánh nặng. Tôi dừng một chút, đúng vậy, nhưng ngày kia tôi phải tới một nơi khác tham dự trận chung kết cuộc thi thiết kế, thời gian trở về tạm thời chưa xác định. Trước khi tôi về, máy hỗ trợ thở của bà không được ngừng. Nếu nó ngừng, tôi sẽ phát tán đoạn video đó để mọi người biết bà muốn có di chúc của bà nội. Chuyện này, lỡ như bố cô muốn dừng, tôi cũng có cách nào đâu. Chỗ tiền này là hai người chúng tôi bỏ ra mà. Chuyện này tôi mặc kệ, dù sao nếu dừng tôi sẽ phát tán video. Tôi cũng không lo nhiều được đến thế bây giờ tôi chỉ nắm được cán chuôi của Tống Cẩm Chi, nên đành để bà ta kiềm hãm Tống Cẩm Dương. Tống Cẩm Chi ở đầu dây bên kia lại im lặng một lúc rồi mới nói, được rồi, được rồi. Tôi nói cho cô biết, nhiều nhất là một tháng, nếu lâu hơn tôi cũng không lo được. Được. Một tháng, đủ rồi. Ngày hôm sau tôi liên hệ với bên môi giới đến chụp ảnh, để họ giúp tôi kết nối trước với người mua, đợi tôi từ trận chung kết trở về thì giao nhà. Hôm tham gia chung kết, Đặng Tùng chủ động liên lạc với tôi, ngỏ ý muốn tiễn tôi tôi không muốn để anh ta biết mình sống ở số một vĩnh an bèn hẹn gặp mặt anh ta ở trạm tàu điện ngầm anh ta lái xe tới đón tôi trên đường một chiếc xe đột nhiên đi lệch làn khiến đặng tùng bị dọa vội phanh xe lại đợi tránh được chiếc xe đặng tùng mới mắng mẹ nó chứ thời buổi này loại người nào cũng được lái một đám không có đầu óc tôi nhìn dáng vẻ giận dữ của anh ta trong đầu chợt nhớ tới lời nói của cảnh sát giao thông ở thị trấn ngô tôi hỏi đặng tùng tổng giám đốc đặng tình huống giống như vừa rồi phải trong hoàn cảnh nào mới khiến người lái xe không phanh lại? Gì cơ? Đặng Tùng liếc nhìn rồi, cười nói, không phanh lại. Sao có thể, không phanh lại thì đợi chết sao? Thế nên dù thế nào cũng không thể đúng không? Đương nhiên rồi, trừ khi tài xế ngủ quên. Đặng Tùng nói khiến tôi sửng sốt. Ngủ quên. Lúc xảy ra chuyện là buổi trưa sớm, Lương Khanh Vũ vừa rời giường, hẳn là không tới mức ngủ thiếp đi. Vậy có thể là tình huống gì đây? Dường như Đặng Tùng không nhận ra tình huống khác lạ của tôi, anh ta ngồi trên xe, có lòng tốt nói với tôi, đối thủ của cô trong lần chung kết này đều rất mạnh, cô có thể vào chung kết ít nhiều cũng có phần may mắn, thế nên không cần quá áp lực. Buổi sáng hơn 10 giờ, chúng tôi tới sân bay. Lúc đi vào, ngoại trừ mấy gương mặt xa lạ, tôi còn nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Lương Vũ Hạnh, Cao Vân. Lương Vũ Hạnh. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn Đặng Tùng, cô ta sao chép tác phẩm của tôi, vì sao còn được ở đây? Chuyện này Đặng Tùng treo nụ cười vờ vịt trên mặt, vốn dĩ không có cô ta, nhưng Cao Vân cảm thấy Lương Vũ Hạnh bị người ta xúi dục cho nên mới làm chuyện sai lầm, rằng cô ta vẫn có thực lực của mình, thế là đưa chuyện lên cấp trên, mấy người quản lý công ty khác cũng nói giúp, vậy nên Lương Vũ Hạnh được tới. Vậy cũng được ư? Tôi nhíu mày. Tình huống này đã rõ ràng, quá rồi. Thái độ của mấy người quản lý khác hẳn là nhằm vào tôi. Tôi cùng Đặng Tùng bước tới, Lương Vũ Hạnh nhìn thấy tôi, lập tức trừng mắt lên nhìn. Cao Vân lại đi đến, lời ngon tiếng ngọt nói: "Tống Duyên Khanh, lần trước thật ngại quá, Vũ Hạnh nhà chúng tôi cũng bị người khác lợi dụng. Lần này cô ấy tới, hai người có thể cạnh tranh công bằng rồi." "Ừm, được mà, tổng giám đốc Cao." Tôi khách khí đáp lời lại cô ta. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi căn bản không thể tha thứ cho Lương Vũ Hạnh. Dù sao cái chết của Lương Khanh Vũ cũng có quan hệ mật thiết với cô ta. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn Lương Vũ Hạnh, mấy người trước mặt đều đồng thời nhìn về sau lưng tôi. Có người lên tiếng trước, "Tổng giám đốc Lý, ngài, ngài, không ngờ ngài lại đích thân tới tiễn chúng tôi." Mấy người khác đều xẹt qua, bước tới sau lưng tôi. Chương 152, bóng ma không thể xóa mờ. Tôi còn chưa quay đầu đã đoán ra được tình huống sau lưng mình. Quay lại, lập tức nhìn thấy một nhóm người vây quanh Lý Hào Kiệt. Anh ta còn dẫn theo sau 7, 8 người vệ sĩ áo đen. Ngoài trừ mấy người này, còn có một thanh niên mặc tây trang màu xám, mái tóc hơi xoăn đang xách một dương hành lý nữa đây là một gương mặt mới tôi cũng cho rằng anh ta tới tiễn chúng tôi bèn đứng tại chỗ không nhúc nhích lần trước lý hào kiệt công bố quan hệ của tôi và anh ta có mấy người quản lý đã biết rồi bọn họ nói với lý hào kiệt mấy câu rồi một trong số đó lên tiếng có phải tổng giám đốc lý có chuyện muốn nói với cô tống không chúng tôi tới bên kia kiểm tra an ninh trước nhé anh ta vừa nói xong những người khác cũng kéo đi theo trong chớp mắt xung quanh chỉ còn lại tôi và lý hào kiệt tôi vừa xoay người muốn chạy thì nghe thấy lý hào kiệt ở sau lưng nói trốn cũng vô dụng lần này anh đi cùng mọi người tôi quay đầu nhìn lý hào kiệt đầy hoài nghi tổng giám đốc lý rảnh vậy sao một cuộc thi thiết kế nho nhỏ mà anh cũng tới ừm rảnh lý hào kiệt lập tức thừa nhận tôi không còn lời nào để nói vậy tổng giám đốc lý cứ rảnh đi nhé tôi bận lắm đi trước đây tôi cũng không biết vì sao bản thân cứ nhìn thấy lý hào kiệt lại có phần tức giận tôi kéo dương hành lý đi đổi thẻ sau đó mới hay chúng tôi phải tới một thành phố du lịch ở phía nam qua kiểm tra an ninh. Đợi chúng tôi lên máy bay thì biết được cả khoang hạng nhất đã bị Lý Hào Kiệt bao trọn. Mấy người vệ sĩ tách ra ngồi xuống, Lý Hào Kiệt và thanh niên kia ngồi cùng nhau. Lúc chúng tôi đi về phía khoang phổ thông thì nghe được người xung quanh đang bàn luận về thân phận của Lý Hào Kiệt. Cũng đúng thôi, bình thường anh ta đều dùng máy bay cá nhân, thỉnh thoảng đi loại máy bay này tất nhiên phải phô trương thân phận. Chỉ có bảy người chúng tôi vào trận chung kết lên máy bay, đi thành một hàng. Vị trí của tôi gần cửa sổ ngồi gần một người phụ nữ hình như lớn tuổi hơn tôi một chút cô ấy mặc một bộ váy dài màu tím khuôn mặt không trang điểm vấn tóc cao trong tay cầm một cuốn sách về đồ trang sức lật xem chào chị em tên là tống duyên khanh xuất phát từ lễ phép tôi tự mình giới thiệu một chút xin chào tôi là đào nhi người phụ nữ này nhìn qua khe hở của cuốn sách lên tiếng chào hỏi tôi đào nhi chị là đào nhi ư đây là đào nhi biết được thân phận của chị ấy tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Quãng đường này bay hết 4 tiếng. Phần lớn thời gian, Đào Nhi đều xem sách, thỉnh thoảng tôi nói với cô ấy một câu, cô ấy cũng đáp lại một câu. Tôi không nói, cô ấy cũng im lặng. Tuy rằng rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng vẫn cho tôi một loại cảm giác dễ tiếp xúc. Buổi chiều, máy bay hạ cánh. Có xe tới tận nơi đón chúng tôi. Ngồi xe 3 tiếng đồng hồ, xe chạy tới một làng du lịch. Sau khi chúng tôi đi vào, cũng không dừng lại lâu đã lập tức được 7 người phục vụ dẫn tới phòng của từng người. Đồng thời nói với tôi nửa tiếng sau sẽ tới đón tôi đi ăn tối. Nói thật thì phòng ốc không tệ, thêm sân vào nữa thì diện tích đại khái khoảng 100 mét vuông. Phòng ngủ có một mặt tường là cửa. Thủy tinh, ngoài cửa là một bể bơi hình vuông. Bên ngoài bể bơi có một hàng rào cao chừng một mét ngăn cách. Nếu người bên ngoài muốn nhìn, vẫn có thể nhìn không sót cái gì. Tôi nhìn qua một vòng, lại nghỉ ngơi chút rồi theo phục vụ đi ăn cơm tối. Tới chỗ ăn cơm, ngoài bảy người chúng tôi còn có Lý Hào Kiệt và thanh niên kia cùng đến nữa người thanh niên tự giới thiệu trước chào mọi người tôi tên là dương trung là trợ lý của tổng giám đốc lý tiếp theo tôi nói cho mọi người nghe về quy tắc của trận chung kết sau đó dương trung nói về quy tắc của trận chung kết cho chúng tôi nghe hóa ra cũng không khó đơn giản mà nói chính là sửa lại phòng ở hiện giờ của chúng tôi thay đổi thế nào cũng được chỉ cần làm được và hợp lý là ổn tiếp đến lần này tham gia chấm điểm ngoài ba vị giảm khảo thần bí gia còn có quản lý của làng du lịch thời gian thiết kết tổng cộng 2 tuần. Trong 2 tuần, chúng tôi đều ở trong làng du lịch này. Làng du lịch cung cấp tất cả phục vụ bao gồm giặt quần áo, thay đổi đồ dùng vệ sinh. Ngoài điều này, trong làng du lịch cũng có cửa hàng, vật dụng ngày dùng trong cuộc sống ở bên trong, đều có thể đến mua. Mọi người chỉ có thể dùng di động phổ thông do làng du lịch cung cấp. Có thể dùng máy tính, nhưng không được dùng wifi. Chẳng khác gì cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 2 tuần. Ăn xong cơm tối, tôi chuẩn bị đi trước vừa bước khỏi nhà ăn thì lương vũ hạnh đuổi tới cô ta cười nói tống duyên khanh đừng tưởng rằng tôi không biết thiết kế lúc trước của cô chắc chắn do lương khanh vũ giúp giờ anh ta chết rồi tôi xem cô có năng lực gì để làm ra tác phẩm tốt được như trước cô cũng biết chuyện của anh ấy tôi liếc xéo lương vũ hạnh giọng điệu không còn tốt lành gì lắm đương nhiên là biết hôm đó không phải anh ta tới vĩnh an một chuyến sao ngày hôm sau trên đường về thì tai nạn lúc lương vũ hạnh nói giọng điệu sung sướng khi người khác gặp họa, cô ta nói xong lại thêm một câu, đáng đời. Xin lỗi, hai chữ đáng đời hoàn toàn chọc giận tôi. Tôi nắm lấy tóc lương vũ hạnh, cho cô ta một cái bạt tai. Bốp một tiếng, vang lên vô cùng thanh thúy trong đêm. Những nhà thiết kế khác cũng lục tục chạy ra, nhìn thấy chúng tôi, mọi người lập tức súng lại. Cô dám đánh tôi. Lương Vũ Hạnh vùng vẫy. Tôi căn bản không sợ cô ta, xin lỗi, xin lỗi Lương Khanh Vũ, xin lỗi tất cả những lời cô vừa nói ra mau tôi bùng nổ rồi. Giơ tay lên, lại tát cô ta một cái. Nếu không phải lúc đó Lương Vũ Hạnh nói ra chuyện ngày trước, có lẽ Lương Khanh Vũ cũng không quay lại. Cái chết của Lương Khanh Vũ giống như một bóng ma dính chặt trong lòng tôi. Tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho cặn kẽ. Lương Vũ Hạnh liều mạng vùng vẫy. Tuy rằng cô ta béo nhưng lại rất yếu, lúc này tôi đang giận dữ nên sức mạnh càng lớn hơn. Cô ta dãy dụa vài cái đã thở hồng hộc. Một số nhà thiết kết cùng chúng tôi đi tới đây đều lại gần quan tâm nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa, trận đấu quan trọng. Không quan trọng, cô xin lỗi đi. Nếu không đừng mong tôi buông tay. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào Lương Vũ Hạnh, cái loại sao chép tác phẩm của tôi, còn muốn dựa vào tôi như cô, căn bản không xứng tham gia trận. Chung kết, cô không nên tồn tại ở đây. Hừ, tác phẩm kia của cô chắc chắn là Lương Khanh Vũ giúp cô làm. Năng lực của cô chắc chắn làm không nổi tác phẩm tốt như thế. Lương Vũ Hạnh kiêu ngạo ngang ngược, loại đội sổ vòng loại, Vậy cũng là cô sao chép của tôi. Tôi nắm lấy cô ta. Lương Vũ Hạnh vẫn hung hăng như cũ, không chịu xin lỗi. Người xung quanh đều khuyên giải. Thật ra lúc này tay tôi cũng mỏi rồi, sắp không giữ được nữa. Chuyện gì thế? Lúc này, trong bóng tối chuyển đến giọng nói một người đàn ông. Tôi không nhìn cũng biết là ai. Lương Vũ Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía đó, vẻ hung hăng vừa rồi lập tức bị giảm đi. Cô ta cười nói, Tổng Giám Đốc Lý, chúng tôi đang chơi đùa đấy mà. Cô ta nói xong lại nhìn tôi, nhỏ giọng, "Tống duyên khanh, cô thả tôi ra. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Được được, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, sai rồi. Tôi không nên động tới Lương Khanh Vũ, đều là lỗi của tôi." Lương Vũ hạnh thấy tôi không chịu buông tay, vội bổ sung thêm một câu, "Tôi cũng không nên nói cô, cô người lớn lòng dạ lớn, thả tôi ra đi." Chương 153, anh ấy chỉ là anh rể của tôi. Tôi hiểu được, không phải đang xin lỗi tôi hay Lương Khanh Vũ, mà là sợ đắc tội Lý Hào Kiệt tôi cũng không muốn đứng đây lâu thêm buông cô ta ra rồi bỏ đi toàn bộ làng du lịch đều đóng cửa trong thời gian trận chung kết đang diễn ra trọng tài còn chưa tới ngoại trừ nhân viên làm việc thì chỉ có bảy người chúng tôi là khách và lý hào kiệt dương trung nếu lý hào kiệt tới phòng ép buộc tôi vậy chắc chắn tôi không có chỗ để trốn để tránh lỡ như tôi không quay về phòng nữa mà đi dạo ở xung quanh không thể không nói cơ sở hạ tầng của làng du lịch này rất được có bể bơi sân gôn loại nhỏ còn có cả dạp biểu diễn siếc thú nhưng vì không có người, giạp siếc cũng đóng cửa rồi. Tôi đi dạo một vòng, liếc qua đồng hồ, lúc này đã hơn 10 giờ, có lẽ Lý Hào Kiệt sẽ không đến đâu. Đang quay người đi về thì bầu trời mấy phút trước vẫn đang lấp lánh hàng ngàn, vì sao đột nhiên có giọt mưa rơi xuống. Đảo mắt một cái đã rào rào như chút nước. Tôi vội phóng về, đến lúc thấy đã sắp tới cửa phòng, thì chợt đụng vào một người đang lao ra từ một chỗ ngoặt. Đầu của người đó vừa hay đụng vào khuỷu tay đang ôm lấy đầu của tôi. A! À người đó ngã trên mặt đất tiếng kêu đau đớn chuyển đến từ trong màn mưa xin lỗi tôi vừa xin lỗi vừa nhìn kỹ lại không ngờ lại là đào nhi tôi kêu tên cô ấy đào nhi đào nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi không nói câu nào đã muốn chạy đi tôi kéo cô ấy lại mưa to thế này phòng em ở ngay đây vào tránh mưa đi cô ấy quay đầu nhìn tôi bầu trời đen đặc mưa lại lớn tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy chỉ nghe thấy cô ấy nói cảm ơn xem ra là đồng ý rồi tôi cùng cô ấy bước vào phòng từ phép lịch sự tôi nhường phòng tắm cho cô ấy trước còn mình thì quấn một cái khăn lông đứng ở góc chợ đợi cô ấy tắm rửa xong tôi mới vào mỗi một căn phòng trong làng du lịch này đều có thể ở được hai người cho nên mấy thứ như áo tắm khăn lông đều đầy đủ lúc tôi tắm rửa xong mặc quần áo tắm bước ra ngoài nhìn thấy đào nhi đang mặc quần áo tắm ngồi trên ghế sofa ở một bên cô ấy nhìn thấy tôi lên tiếng có chút ngại ngùng cảm ơn em chắc chỉ là mưa bóng mây thôi một chút nữa trời tạnh chị sẽ đi không cần không cần không phải vội tôi khách sáo cô gái đào nhi này con người nhìn qua thấy rất tốt nhưng trên thực tế phải tiếp xúc rồi mới biết cô ấy cho người ta cảm giác rất bài xích người lạ ở bên ngoài tiếng mưa rơi đã lâu tôi đứng trước giường nhìn màn mưa ngoài kia còn đào nhi thì ngồi trên sofa cả căn phòng tràn ngập không khí xấu hổ khó mà khống chế reng reng đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên tôi cũng không nghĩ nhiều đã bước ra mở cửa cửa mở ra đứng ở cửa là lý hào kiệt trên tay anh ta cầm một chiếc ô tóc dính trên khuôn mặt nước mưa theo mái tóc chảy xuống dưới tôi cúi đầu ống quần người đàn ông này đã thấm ướt rồi tôi ngẩn người muốn nói gì đó nhưng nhớ tới đào nhi đang ở trong phòng bèn lên tiếng có chuyện sao ai thế lý hào kiệt vẫn chưa nói gì thì đào nhi đã đứng dậy bước ra đây cô ấy nhìn thấy lý hào kiệt cũng sửng sốt một phen tổng giám đốc lý không khí lúc nãy đã rất xấu hổ bây giờ lại càng trở nên kỳ quái đào nhi nhìn tôi lại nhìn anh ta nói tôi đi trước đây đừng mưa bên ngoài rất lớn nếu đào nhi cứ vậy ra ngoài sợ là ngày mai sẽ bị cảm mất lý hào kiệt bước ra một bước ngăn cửa lại giải thích không cần bên ngoài mưa lớn tôi chỉ tới để xem cô ấy về hay chưa sợ bây giờ cô ấy vẫn đang ở bên ngoài câu nói này để giải thích cho đào nhi thế nhưng trái tim tôi lại khẽ run lên anh ta lo lắng cho tôi sao hình như vậy. Vậy, vậy tôi cũng nên đi rồi. Dường như Đào Nhi có phần xấu hổ. Lý Hào Kiệt vẫn chặn ở cửa, ngăn cô ấy lại, đừng, cô đi rồi cô ấy sẽ trách tôi. Tôi đi đây, tôi chỉ sợ cô ấy dầm mưa, về là tốt rồi, tôi yên tâm rồi. Nói xong, anh ta bung dù lên, dần biến mất trong màn mưa đêm. Không hiểu sao lại có chút đau lòng. Tôi đứng ở cửa, nhớ tới lời anh ta vừa nói, rất ít khi thấy anh ta nói nhiều như vậy. Giống như thật sự Đào Nhi đi rồi tôi sẽ nổi giận, chỉ đành giải thích nhiều lần. Trong lòng có một dòng cảm xúc không thốt lên lời. Nỗi kích động muốn gọi anh ta ở lại mắc kẹt trong cổ họng chẳng thể nói ra, đành nuốt trở về. Đào Nhi đứng bên cạnh nhìn tôi, dường như có chút xấu hổ. Xin lỗi, vừa rồi chị nên đi, quấy dày tới hai người rồi. Câu nói của cô ấy khiến tôi ý thức được cô ấy còn đang ở đây. Vội vàng lắc đầu, không, không, em với anh ta. Tôi và anh ta liên quan gì đây? Tôi không biết giải thích thế nào đành đóng cửa lại. U lấy hai chén trà, một chén tôi đưa cho Đào Nhi, Đào Nhi nhận lấy. Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, thật ra quan hệ giữa em và tổng giám đốc Lý mọi người đều biết, mấy người chúng tôi trước khi tới đây đều được dặn dò đặc biệt rồi. Cái gì cơ? Nói em và tổng giám đốc Lý là người yêu của nhau, cho nên hai nhà thiết kế nam trong trận chung kết này không được có ý gì với em, trừ khi không muốn làm việc ở Hào Thiên nữa. Lúc Đào Nhi nói mà cứ cười mãi, tôi bỗng chốc có chút xấu hổ, thật ra em với anh ta không phải như thế, anh ta chỉ là anh rể của em thôi tuy rằng tôi vô cùng không muốn thừa nhận nhưng đây dường như đã là một chuyện không thể thay đổi nhưng anh ấy thích em đào nhi ngồi trên sofa nhìn tôi ánh mắt ôn hòa không đâu tôi lập tức phủ nhận nhớ lại vô số lần trước đây bị lý hào kiệt đùa bỡn tôi rũ mi trước kia em cũng cảm thấy như vậy nhưng trải qua rất nhiều chuyện em đã không còn nghĩ như vậy nữa nói thật lòng vừa rồi lúc tổng giám đốc lý đứng ở cửa lên tiếng giải thích vì sợ em nổi giận nếu không phải trong làng du lịch này chỉ có mấy người chúng ta, chị thật sự sẽ nghi ngờ liệu có phải đó là anh em song sinh của Tổng Giám Đốc Lý, hay không? Trong lời nói của Đào Nhi mang theo vài phần trêu chọc. Nói xong còn tự cười cười. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lúc này Đào Nhi khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Trong lúc tôi còn đang xoắn suýt xem phải nói điều gì thì cô ấy đã đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, mưa tạnh rồi, chị đi đây, cảm ơn trà của em. Cô ấy đặt chén trà trong tay xuống bàn, không đợi tôi đáp lời đã rời đi. Tôi thu dọn đồ đạc, rồi lên giường ngủ. Tôi nằm xuống giường, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, là hình ảnh Lý Hào Kiệt cầm ô đứng trước cửa phòng, là vẻ mặt bối rối dường như sợ Đào Nhi đi rồi tôi sẽ nổi giận của anh ta. Như là anh ta thật sự rất để ý tới tôi. Cũng không biết bản thân suy nghĩ miên man bao lâu mới chìm vào giấc ngủ. Tới lúc tỉnh lại tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô nóng, vô cùng khó chịu. Sốt rồi, phản ứng đầu tiên của tôi chính là như vậy tôi muốn uống nước, nhưng lúc vươn tay ra mỏ mẫm ly nước ở đầu giường lại cầm không chắc, cốc nước bóp một tiếng rơi xuống mặt đất, lòng tôi cũng lạnh ngắt theo. Tôi lúc này đau nhức toàn thân, hai mắt biến thành màu đen, ngay cả chuyện đơn giản như đứng dậy rót cốc nước với tôi mà nói dường như cũng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tôi vùng vẫy một lúc rồi lại mê man ngủ, cho tới khi trên trán truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Tôi khẽ nhíu mày, chỉ thấy dường như có miếng dán hạ sốt đang dán trên trán mình. Giây sau, tôi lại cảm thấy có một đôi môi ấm áp kề sát môi mình. Ngay sau đó là một dòng nước ấm được đẩy vào miệng tôi. Chương 154, lây bệnh cho anh mà em khỏe lại thì cũng được. Khụ khụ khụ. Tôi liều mạng ho khan, miễn cưỡng nhấc lớp mí mắt nặng trịch lên, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nhìn thấy trước mắt mình có một gương mặt quen thuộc. Ừm, hình như là Lý Hào Kiệt. Tôi đẩy người đàn ông này ra, nghe thấy anh ta nói bên tai mình, tỉnh rồi. Anh đợi em dậy uống nước. Tôi lắc lắc đầu, anh ta lại nói bác sĩ nói em sốt rất cao cần uống nhiều nước ấm nào hay anh lại mớm cho em nhé lời nói của người đàn ông này khiến tôi càng thêm lo lắng tôi nằm ở đó nhắm mắt lại không cần như vậy sẽ lây bệnh cho anh nào có ai mớm nước như vậy truyền bệnh cho anh mà em khỏe lại thì cũng được tôi đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy trong lời nói của anh ta có ý cười thật ra lý hào kiệt không hề biết chăm sóc người khác trong khoảng thời gian tôi tỉnh lại có khi tỉnh táo có lúc lại mơ hồ nhưng bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được anh ta đang quay vòng quanh giường tôi lúc thì sờ sờ đầu tôi lúc lại sờ sờ tay tôi một hồi thì giúp tôi đắp chăn một hồi lại giúp tôi đổi miếng rán hạ sốt đương nhiên còn có cả miệng kề miệng mớm nước về sau có bác sĩ sách theo một cái giá tới truyền nước cho tôi tôi từ từ tỉnh táo lại mở mắt ra tôi nhìn thấy lý hào kiệt đang ngồi ở giường bên cạnh laptop đặt trên đầu gối hình như đang gửi email ánh mặt trời bên ngoài chiếu từng tia sáng nhợt nhạt tới trời dường như trạng vạng tối rồi xem ra tôi đã sốt một ngày ngủ một ngày lúc tôi nhìn anh ta người đàn ông ấy cũng vừa lúc quay sang nhìn tôi khi thấy tôi tỉnh rồi vẻ vui mừng trong mắt anh ta bộc lộ vô cùng rõ ràng anh ta đứng dậy hỏi tôi tỉnh rồi có đói không có chỗ nào không thoải mái không sao thế không khỏe chỗ nào anh đi gọi bác sĩ nhé sao thế tôi mãi không nói tiếng nào chỉ nhìn lý hào kiệt trong mắt người đàn ông ấy có chút lo âu anh ta đặt máy tính sang một bên nửa quỳ bên giường nhìn tôi có phải em đói không nhìn nói phòng bếp mang chút cháo tới gật đầu tôi đói rồi suốt một ngày không ăn uống thêm việc bị bệnh lúc này ngay cả sức để nói chuyện tôi cũng không có lý hào kiệt gọi điện cho nhà bếp lúc đợi cháo người đàn ông ấy luôn miệng hỏi tôi chỗ nào không khỏe có nóng không có lạnh không tôi vừa đói vừa khó chịu không có sức để trả lời anh ta lý hào kiệt lại bắt đầu lo lắng lẩm bẩm nói sao cháo còn chưa mang tới hiệu suất làm việc của đầu bếp ở đây quá kém tôi nhìn dáng vẻ này của anh ta nhất thời có chút hoảng hốt người đàn ông này có phải thật sự rất để ý tới tôi không anh ta vào giờ phút này dường như thật sự vì bệnh tình của tôi mà sốt ruột lúc này có người gõ cửa lý hào kiệt tưởng rằng người đưa cháo tới vừa mở cửa vừa nói hiệu suất làm việc của các cô cậu quá chậm nhưng khi cánh cửa được mở ra tôi nghe thấy tiếng nói của anh ta có phần xấu hổ là cô tôi nhìn sang là đào nhi Đào Nhi nhìn vào trong phòng, ngại quá, tổng giám đốc Lý, tôi không biết anh đang ở đây, vậy tôi đi trước nhé. Vốn dĩ tôi nghĩ Lý Hào Kiệt sẽ để cô ấy đi, nhưng lại nghe thấy Lý Hào Kiệt nói, "Đừng, vừa hay tôi đi tới nhà bếp dục, họ nấu cháo nhanh lên chút, cô ở bên cô ấy một lúc nhé." Nói xong, vội vội vàng vàng bỏ đi, chỉ để lại Đào Nhi ở ngoài cửa, còn nói anh ta không thích em. Đào Nhi vừa đi vào vừa nói, "Chị thấy bữa trưa em không tới ăn cơm, buổi chiều vẫn không thấy người đâu nên tới xem thử." không ngờ em lại bị sốt xin lỗi hôm qua chị tắm lâu quá hôm qua tôi để cho đào nhi đi tắm trước nói thật lòng cô ấy tắm quá lâu nhưng tôi cũng không ngờ mình lại vì vậy mà phát sốt không đâu đối diện với đào nhi nếu không nói chuyện tôi cũng thấy ngại đào nhi bước tới bên cạnh tôi vươn tay sở chán tôi một chút nhíu mi sao lại sốt cao thế này chỗ chị có thuốc hạ sốt chút nữa cầm tới cho em nhé tôi lắc đầu uống thuốc rồi cũng tiêm rồi Lúc này, cửa phòng lại lần nữa được mở ra, Lý Hào Kiệt đứng ở cửa, một người phục vụ đi ở phía sau đang xách theo một chiếc hộp giữ ấm. Người phục vụ đặt hộp giữ ấm lên trên mặt bàn sau đó vội vàng rời đi. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt mở chiếc hộp ra, múc lấy một chén cháo, cầm chiếc thìa bước về phía tôi. Tổng giám đốc Lý, để tôi. Đào Nhi lập tức đứng lên, chủ động đón lấy việc này. Không cần, để tôi làm. Lý Hào Kiệt lắc lắc đầu. Nói rồi ngồi xuống bên giường tôi, anh ta múc lấy một muỗng cháo đặt lên môi thổi cho nguội thật cẩn thận lại dùng môi thử độ nóng rồi mới đưa tới miệng tôi trong con ngươi đen láy tràn đầy ánh nhìn ấm áp giọng điệu anh ôn hòa nói không nóng đâu em uống đi lời nói này giống như đang dỗ một đứa trẻ tôi lúng túng nhìn anh ta trong lòng không biết có bao nhiêu loại cảm xúc một lý hào kiệt cao quý vô cùng lúc này lại ở đây đút cháo cho tôi thật giống như không có chút kiêu căng nào sao thế lý hào kiệt nhìn tôi không há miệng thu thìa về, tự mình nếm nếm, không nóng mà. Tôi lắc đầu. Người đàn ông này lại lần nữa đưa thìa tới. Tôi nuốt một ngụm, anh ta lại múc một thìa tiếp tục thổi. Tiếp tục mớm cho tôi. Tôi cứ thế nuốt xuống một thìa lại một thìa, cũng không biết đã ăn bao lâu. Lúc tinh thần tỉnh tháo lại mới chú ý Đào Nhi vẫn chưa đi. Cô ấy cứ như vậy đứng phía sau Lý Hào Kiệt, à, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, chính xác mà nói là nhìn Lý Hào Kiệt. Đào Nhi thuộc kiểu con gái rất dịu dàng, mái tóc dài đen tuyền nhìn qua thậm chí có phần bảo thủ người con gái thế này luôn hướng nội không dễ bộc lộ tình cảm của mình nhưng vào giờ phút này đào nhi nhìn lý hào kiệt điều hiện ra trong ánh mắt cô ấy là một người phụ nữ tôi nhận ra ngay lập tức nhưng cô ấy đang nhìn lý hào kiệt không hề để ý tới việc tôi đang nhìn cô ấy nhưng lý hào kiệt lại nhận ra anh ta quay đầu thấy đào nhi còn đang ở đây cô về trước đi vừa rồi cảm ơn cô a à, lúc này đào nhi mới lấy lại tinh thần không cần đâu thuận tiện thôi mà nói xong quay người bước đi tôi lại nhìn thấy lúc cô ấy nói chuyện khuôn mặt có hơi ửng hồng lý hào kiệt không để ý tới mấy thứ này dường như cả trái tim đều đặt lên tôi quay người tiếp tục giúp tôi uống cháo lúc này tôi đã khôi phục lại chút ít vươn tay ra khỏi chăn tôi tự uống không cần để anh thái độ lúc này của lý hào kiệt vô cùng cứng rắn tôi đói tự uống sẽ nhanh hơn đây là tôi kiếm cớ cũng là lời nói thật từ trước tới nay đều là người khác chăm sóc lý hào kiệt nào có chuyện anh ta chăm sóc người khác vừa rồi anh ta giúp tôi uống cháo mỗi một thìa đều ít tới đáng thương lý hào kiệt đưa bát cho tôi tôi tự uống được hai bát lại uống thêm chút nước và thuốc tinh thần tôi tốt lên một chút sau khi xuống giường đi rửa mặt lại vì lạnh mà quay về giường có lẽ là vì thuốc cảm cúm rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi nhưng bị phát sốt khiến cơ thể tôi càng ngày càng lạnh trong lúc mơ mơ hồ hồ có hai cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi giúp tôi xua tan cảm giác lạnh lẽo để thân thể ấm áp lại từng chút một. Tôi có thể cảm nhận được người đàn ông ấy đang ôm lấy tôi thật dịu dàng. Cảm giác dịu dàng này, trong đầu tôi chỉ có một người, anh Vũ. Tôi thì thào, "Chương 155, nếu cô là tôi, cô còn đồng ý ở bên anh ấy nữa không?" Khi tôi gọi ra cái tên này, tôi có thể cảm thấy được hai cánh tay đang ôm lấy tôi kia rõ ràng cứng lại. Tôi không để ý, chỉ cảm thấy lại có chút lạnh, theo bản năng rúc vào trong lòng người đàn ông kia lúc tôi tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã sáng tôi ngồi dậy bóp bóp đầu dường như đã không còn choáng nhiều nữa sốt cũng giảm bớt nhìn quanh bốn phía trong phòng trống không vắng vẻ tôi đứng dậy đi vào toilet cửa toilet đang được khép hờ tôi đẩy ra tuy đèn đang tắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được bên trong không có người tôi lại quay người muốn đi về phía sân bể bơi mới vừa cất bước tôi chợt nhận ra được tôi đang đi tìm người tôi tìm lý hào kiệt dưới tình huống vô thức không nhìn thấy anh ta ở đây trong lòng tôi nổi lên cảm giác mất mát. Không được, không thể như vậy. Tôi liều mạng lắc đầu, muốn đẩy hết những chuyện liên quan tới người đàn ông kia ra khỏi đầu. Dù sao, quan hệ giữa tôi và anh ta từ sớm đã nên phân rõ giới hạn rồi. Tôi đo nhiệt độ cơ thể, quả nhiên đã hạ sốt rồi. Lúc này là hơn 5 giờ sáng, thời gian bữa sáng còn chưa tới, tôi đi tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, khó khăn lắm mới đợi được tới 7 rưỡi. Vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Lý Hào Kiệt đứng ở cửa đang chỉnh lại quần áo trên người, anh ta nhìn tôi, lúc đầu sừng sốt một phen sau đó trực tiếp ngăn tôi ở cửa phòng, vẻ mặt rõ ràng không được vui, sao lại dậy rồi, đi ăn sáng, không thể không nói, nhìn thấy Lý Hào Kiệt, cho dù tôi muốn giả vờ như không có việc gì, thì trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vẫn bán đứng tôi, dáng người Lý Hào Kiệt rất cao, anh ta vừa vươn tay ra đã nắm lấy hai khung cửa, cúi đầu nhìn tôi, Tống Duyên Khanh, tình trạng lúc này của em mà ra ngoài ăn cơm, em định buông bỏ trận đấu này sao? bốn mắt nhìn nhau anh ta nhìn tôi chăm chú khiến trái tim tôi đập lỡ một nhịp tôi cúi đầu đâu có chỉ là ăn một bữa cơm ăn cơm thì ở trong phòng cũng có thể ăn anh đã nói nhà bếp làm rồi đợi chút nữa đưa tới đây lúc lý hào kiệt nói chuyện hai cánh tay vẫn giữ khung cửa không hề có ý để cho tôi rời đi tôi đành chịu lùi một bước quay về lý hào kiệt cũng bước theo vào không biết vì sao tôi cảm thấy hôm nay tâm trạng lý hào kiệt không tốt anh ta nhìn tôi tuy trên mặt không có biểu cảm nào dư thừa nhưng lại có cảm giác như mây đen kín trời tôi ngồi trên sofa mở máy tính muốn tìm chút chuyện để làm nhưng mà vừa mới khởi động máy người đàn ông kia đã bước tới sau đó lập tức đóng máy tính của tôi lại giọng nói có chút lạnh lùng công việc không thể giải quyết hết trong một sớm một chiều ánh mắt của tôi dừng lại trên cánh tay đang đè lên máy tính của người đàn ông ấy tay anh ta rất đẹp thẳng tắp thon dài chỉ là trên bàn tay máu lúa mạch đang hơi úp đầu ngón áp út có một vùng da rõ ràng mang màu sắc nhạt hơn xem ra đây là nơi bình thường anh ta hay đeo nhẫn vị trí này dựa theo lễ nghi thì hẳn là nhẫn cưới lúc này không có chắc vì trước lúc đến muốn gặp tôi cho nên mới tháo ra nghĩ tới chuyện này tâm trạng tôi không hiểu sao có chút khó chịu có chút tức giận tôi muốn chất vấn anh ta nhưng nghĩ kỹ hơn thì tôi và lý hào kiệt có quan hệ gì chứ dựa vào đâu mà chất vấn trong lòng suy nghĩ dối rắm mãi, cuối cùng tôi vẫn đè nén vấn đề này xuống. Cũng may vào lúc này nhân viên phục vụ cũng đưa bữa sáng tới. Phần bữa sáng của hai người. Lý Hào Kiệt cùng tôi ăn. Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cơm, mỗi người tự ăn phần của mình, không ai nói chuyện. Không khí áp lực trong cả buổi ăn khiến tôi hơi không thở nổi. Tôi có thể cảm nhận được cả hai chúng tôi đều đang tức giận. Tôi giận anh ta tay đeo nhẫn còn bao đồng chuyện của tôi, mà anh ta vì sao lại giận dữ? Tôi không biết, cốc 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 vào lúc tôi chuẩn bị ăn xong đang xoắn suýt không biết làm sao mở miệng để phá vỡ không khí im lặng này thì tiếng gõ cửa vang lên lần này người ngoài cửa không giống với nhân viên phục vụ to giọng nói ra lý do tới đây của mình như vừa nãy có phải là đào nhi không trong một giây suy nghĩ này hiện lên trong đầu tôi tôi đứng dậy bước nhanh tới cửa cũng may ngoài cửa thật sự là đào nhi trên tay cô ấy cầm một cái hộp nhỏ thấy tôi mở cửa vừa định nói chuyện thì cô ấy dưng mắt nhìn thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi trên bàn cơm sau lưng tôi, lại nhìn thấy bữa sáng bày đầy bàn. Lúc đầu cô ấy sửng sốt một phen, sau đó nói, chị còn lo em không có bữa sáng, xem ra chị suy nghĩ nhiều rồi. Nói xong thì muốn đi. Tuyệt đối không thể để cô ấy đi. Chuyện này tôi rất rõ, tôi lập tức kéo đảo nhi lại, em còn đang muốn tìm chị đó. Em có mấy câu muốn hỏi chị, có phải máy tính của chị đang ở trong phòng không? Chị đợi em chút, em đi cùng chị. Chuyện này đợi em một chút em lấy di động là đi với chị được ngay tôi không muốn ở cùng một chỗ với lý hào kiệt loại áp suất thấp này tôi thật sự chịu không nổi tôi lại không thể ngừng nhắc nhở bản thân về thân phận của mình nhưng hình ảnh lý hào kiệt đối xử tốt với tôi mấy ngày trước vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi chẳng biết phải làm sao tôi sợ mình lại lầm lạc tôi muốn rời xa anh ta đào nhi đứng ở cửa lúng túng tôi rất nhanh chóng vọt vào trong phòng cầm lấy di động nhìn thoáng qua lý hào kiệt đang ngồi trên bàn ăn sắc mặt vẫn không tốt lắm, lên tiếng nói, Tổng Giám Đốc Lý, tôi và Đào Nhi ra ngoài trước, anh đi ra ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa. Nói xong, tôi kéo Đào Nhi rời đi. Chúng tôi đi được một đoạn, tới một cái tròi nghỉ mát của làng du lịch nằm gần đó ngồi xuống. Tròi nghỉ mát dùng mấy cột gỗ dựng lên, xung quanh treo vài giải lụa màu trắng, chúng tôi ngồi ở bên trong, gió nhẹ từ từ thôi, giải lụa lay động theo làn gió. Đào Nhi hỏi tôi, Tổng Giám Đốc Lý đối xử với em tốt như vậy, em trốn gì chứ? Em không chịu nổi, tôi rũ mi cảm giác khó chịu trong lòng không thể nói rõ chị thấy cô ở trong phúc mà không biết hưởng phúc đào nhi liếc xéo tôi trong ánh mắt cô ấy hiện lên chút hâm mộ lúc trước đồng nghiệp thường thảo luận với nhau tổng giám đốc lý đẹp trai thế nào nhiều tiền thế nào người gả cho anh ấy hạnh phúc biết bao chị lúc đó lại không hề cảm thấy những điểm thu hút này của anh ấy tôi nhìn cô ấy đào nhi dừng một chút nhìn về phía xa tiếp tục nói nhưng mà hai ngày trước em bị ốm chuyện anh ấy làm khiến chị nhận ra anh ấy ở bên ngoài là tổng giám đốc bễ nghĩa trên cao, nhưng khi bên cạnh em, lại đồng ý hạ mình xuống, giống như một người đàn ông bình thường chăm sóc em, giúp em ăn cơm, giúp em uống thuốc. Đúng vậy, tôi biết. Đương nhiên tôi biết hết thảy những điều Lý Hào Kiệt làm. Nhưng như thế thì sao đây? Tôi nhìn về phương hướng đảo Nhi đang nhìn. Nơi đó chỉ có một khoảng trời xanh, ngay cả một đụn mây cũng không có. Nhưng mà, giữa em và anh ấy không chỉ có em và anh ấy. Anh ấy, ngoại trừ việc ở trước mặt em là một người đàn ông bình thường ở bên ngoài là tổng giám đốc bễ nghễ ngôi cao, không chỉ như vậy, anh ấy còn có một người phụ nữ dù thế nào cũng không buông bỏ được. Tôi nhìn Đào Nhi, ánh mắt có chút thê lương, một người phụ nữ hại chết con em, nhưng một đời của Lý Hào Kiệt đã định trước phải dây dưa với cô ta. Nếu chị là em, chị còn đồng ý ở bên anh ấy không? Chương 156, không mảnh vải che thân ở trong phòng Lý Hào Kiệt. Còn có chuyện như vậy. Đào Nhi sửng sốt. Rất hiển nhiên, cô ấy không ngờ còn có chuyện như vậy. Tôi cười khổ, đúng thế, tôi chỉ thừa nhận nhưng không nói tới chuyện kia dù sao bao chuyện xảy ra ngày trước đối với tôi chính là một vết sẹo hiện giờ vết sẹo này đã đóng vảy ở mức độ nào đó tôi không muốn rạch nó ra đào nhi cũng không truy hỏi lúc hai chúng tôi đang ngồi im lặng thì từ xa chuyển đến tiếng bước chân tôi nhìn theo phương hướng âm thanh thì thấy lương vũ hạnh đang mặc một chiếc váy dây dài đi về phía chúng tôi nhìn thấy chúng tôi cô ta châm biếm ôi chao thật hâm mộ các cô rảnh rỗi như vậy tôi đây chẳng được thế tác phẩm lần này của tôi cần quá nhiều thứ tham khảo, thứ cần để thiết kế cũng nhiều, thời gian phát thảo cũng đủ làm tôi bận rộn rồi. Lương Vũ Hạnh đứng ở giao lộ nhìn tôi, tựa hồ như đang chờ chúng tôi mở miệng. Nhưng tôi và Đào Nhi đều tự hiểu ngầm, ai cũng không tiếp lời. Cô ta nhách khóe miệng, xấu hổ nói, ôi chào, tôi đi trước đây, còn một đống việc phải làm. Tôi và Đào Nhi vẫn không nói gì. Lương Vũ Hạnh vừa đi, tôi bèn nói, lần trước cô ta sao chép tác phẩm của em, không ngờ bây giờ còn có thể vào chung kết thật không tưởng tượng được đó là vì cao vân đào nhi nhìn về hướng lương vũ hạnh rời đi nhẹ nhàng bâng quơ nói cao vân này năng lực làm việc rất cao mối quan hệ cũng tốt mà còn rất nghĩa khí chỉ cần đi theo cô ấy cô ấy sẽ không để người của mình chịu thiệt thật ra đây là ưu điểm nói vậy thì con người cô ấy quả là đoan chính đúng thế cô ấy thật sự không tệ đào nhi lại nói một vài chuyện liên quan tới cao vân cho tôi nghe khiến ấn tượng tốt của tôi với Cao Vân lên cao vùn vụt. Mắt thấy thời gian sắp tới giữa trưa, Đào Nhi phải quay về thiết kế, tôi và cô ấy chia tay nhau. Quay về phòng, tôi nhìn lướt qua một vòng, trong phòng trống không, xem ra Lý Hào Kiệt đã rời đi. Tôi ngồi trên sofa, muốn mở máy tính ra lần nữa, bấy giờ mới chú ý tới một tờ ghi chú dán ở máy tính, bên trên là nét bút của Lý Hào Kiệt. Phòng của anh ở bên cạnh phòng em, có chuyện gì thì cứ tới tìm anh. Phòng của tôi nằm ở góc khuất trong làng du lịch cách vách chỉ có một căn phòng cùng loại căn cứ theo hiểu biết lúc trước của tôi lý hào kiệt sẽ ở trong một căn phòng xa hoa nhất của làng du lịch tôi không ngờ anh ta sẽ sống ở nơi này nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì tới tôi chuyện tôi phải làm chẳng qua là làm sao để tạo ra một thiết kế thật đẹp thuộc về mình một tay tôi ôm lấy máy tính xoay quanh trong phòng lúc này tôi mới nhận ra trước đây mình đã coi thường đề thi này thật ra nó khó vô cùng thiết kế một căn phòng người nào cũng biết làm nhưng càng là chuyện đơn giản thì muốn đạt được giải thưởng càng khó khăn huống chi hiện giờ bảy người trong trận chung kết ngoại trừ tôi ai cũng là cao thủ hàng thật giá thật đảo mắt đã hết một ngày tôi đang ngồi trong phòng cầm quyển vở ký họa viết viết vẽ vẽ nhưng cuối cùng chỉ tạo ra vô số bản thảo vô dụng tôi ngồi trong phòng hai ngày tới khi một quyển vở ký họa gần như đã bị tôi xé hết tôi cuối cùng mới cảm thấy mình có chút ý tưởng lúc đang hạ bút vẽ bản nháp tôi lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào tiếng bước chân hỗn loạn có tiếng cười của con gái và tiếng nói khẽ của đàn ông chuyện gì thế nơi này rõ ràng là góc khuất nhất trong làng du lịch bình thường ngay cả người đi qua đường cũng rất ít sao trong phút chốc lại nhiều người như vậy tôi đứng dậy duỗi thắt lưng rồi đi ra sân bước ra ngoài tôi nhìn thấy đoàn người láo nháo bước vào căn phòng bên cạnh dường như đều là những người tham gia trận chung kết lần này nơi đó phòng của lý hào kiệt bọn họ vào trong làm gì lẽ nào xảy ra chuyện gì không hiểu sao trong lòng lại trở nên hoảng loạn, ngay cả giày cũng không kịp thay đã lao ra ngoài. Tôi tới cửa, nhìn thấy một đoàn người đang chen chúc ở đó, ai cũng đang nhìn vào trong phòng, vẻ mặt khác nhau. Có người kinh ngạc, có người che mắt, có người che miệng. Bọn họ đều ngây ngẩn tại chỗ, dường như bị kinh hãi rất mạnh. Không phải Lý Hào Kiệt thật sự xảy ra chuyện chứ? Tôi nhanh chóng bước tới, đẩy nhóm người đang vây xung quanh để nhìn vào trong, sững sờ. Tôi nhìn thấy trong phòng có hai người. Một nam, một nữ, nam là Lý Hào Kiệt, nữ không ngờ lại là Đào Nhi. Trên người Đào Nhi chỉ mặc một chiếc quần lót, cả cơ thể ửng hồng, ánh mắt mơ màng, cứ nhìn thấy Lý Hào Kiệt là nhào lên trên. Lý Hào Kiệt lắc mình tránh đi, Đào Nhi lại tiếp tục nhào vào. Cô ấy nhìn Lý Hào Kiệt, giọng nói trong miệng mơ hồ phát ra, "Cho tôi, cho tôi, tôi muốn." Giọng nói kia, ái muội, kiều diễm, tràn ngập tình dục. "Đào Nhi, tôi chỉ sừng sốt một giây rồi lập tức lao vào trong." cầm lấy một bộ quần áo lý hào kiệt treo ở bên cạnh lúc tôi chuẩn bị ôm lấy đào nhi thì một người từ trong phòng tắm lao ra bưng một chậu nước chậu nước ấy trực tiếp hất lên người đào nhi trong nháy mắt tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh ập tới mặt mình người hất chậu nước không phải ai khác mà chính là lương vũ hạnh cô ta hất xong thì chửi ẩm lên đào nhi sao cô lại không biết xấu hổ như vậy đào nhi chị không sao chứ tôi cảm thấy sự việc không thích hợp nhưng cũng lười đôi co với lương vũ hạnh tiếp tục cầm quần áo quấn cho đào nhi một cái hát này dường như cũng khiến đào nhi tỉnh lại đôi chút cô ấy đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải vươn tay ra sờ sờ cơ thể mình lại nhìn tôi đang ở bên cạnh ánh mắt chừng lớn hỏi chị chị làm sao vậy em không biết chị về phòng với em trước nhé tôi nói rồi chuẩn bị đưa cô ấy về phòng lúc này dương trung cũng đến dẫn theo năm sáu người vệ sĩ anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức nói xin lỗi tổng giám đốc lý Tôi tới chậm rồi, anh không sao chứ?" Lý Hào Kiệt đứng ở một bên, sắc mặt trái lại khá bình tĩnh. Anh ta lấy tay vỗ vỗ quần áo mình, nhìn thoáng qua Đào Nhi, cảm xúc không tốt lắm, điều tra xem đây là chuyện gì. Tuy Đào Nhi được tôi dùng khăn bọc lại, nhưng chân của cô ấy vẫn đang lộ ra bên ngoài. Dương Trung nhìn thoáng qua, lập tức nói, "Vâng, tôi đang muốn dẫn Đào Nhi về phòng." Lương Vũ Hạnh ở phía sau lại nói, "Vừa rồi tôi thấy Đào Nhi vừa đi vừa cởi quần áo đã cảm thấy chuyện này kỳ quái." không ngờ tới lá gan của cô ta lại lớn như vậy còn dám tới quyến rũ tổng giám đốc lý cô im mồm tôi trừng mắt nhìn lương vũ hạnh che chở đào nhi đi về phòng chúng tôi đi tới cửa dương trung đi theo nhưng rất lịch sự không tiến lại gần anh ta đứng ở chỗ khách ra hơn một mét rồi nói đợi tới lúc tiện hơn xin hãy liên hệ với tôi được thôi trợ lý dương tôi nói xong thì đưa đào nhi vào phòng vừa bước vào phòng tôi lập tức nhanh chóng cầm lấy khăn tắm lau người cho đào nhi phát hiện cơ thể cô ấy nóng bỏng, hơn nữa vẫn còn hồng rực như cũ. cô ấy ngồi ở chỗ kia, liều mạng lắc đầu, lấy tay túm tóc mình. tôi đứng dậy, vốn muốn rót ly nước cho cô, đợi tới lúc xoay người lại thì thấy cô ấy đang ra sức kéo, trực tiếp rứt đứt một lọn tóc. đào nhi, tôi sợ tới mức vội vàng đặt cốc nước xuống, vò tới túm lấy bàn tay còn đang tiếp tục rứt tóc của cô ấy, sau đó ôm chặt cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. không sao, không sao, đã qua hết rồi. Lúc tôi ôm Đào Nhi, có thể cảm nhận được Đào Nhi đang run rẩy. Đại khái qua vài phút, tôi nghe thấy cô ấy nói, "Xong rồi, chị xong rồi." "Chương 157, chị khó chịu lắm, em tìm một người đàn ông tới cho chị đi." Tôi không tiếp lời, chỉ ôm lấy Đào Nhi. Cảm xúc của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định, tôi không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám cử động. Tôi sợ mình hỏi ra, hoặc hơi buông tay, Đào Nhi sẽ lại rứt tóc mình. Tôi cứ vậy ôm Đào Nhi hơn nửa tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian này ánh mắt đào nhi vẫn luôn ngây ngốc nhìn về phía nhà tắm cánh tay không ngừng vùng vẫy thỉnh thoảng còn lần mò vị trí giữa hai chân mình dường như nơi đó rất khó chịu đào nhi đào nhi đi tắm rửa trước đã nhé em giúp chị tôi cảm thấy dù chịu đựng bao lâu thì nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của đào nhi cũng không hạ xuống bấy giờ mới ý thức được loại thuốc cô ấy dùng hẳn là rất mạnh chỉ ngồi thế này có lẽ không phải là biện pháp đào nhi gật gật đầu cùng tôi tới phòng tắm mở vòi hoa sen dòng nước ấm áp xối xuống, xuống rơi lên cơ thể cô ấy cũng làm ướt tôi đào nhi cúi đầu mặc cho nước dội nhưng cánh tay lại không ngừng lần mò cơ thể mình trong tiếng nước chảy tôi nghe thấy cô ấy nói tống duyên khanh chị khó chịu lắm em tìm một người đàn ông tới đây cho chị đi chuyện này chị kiên trì kiên trì tiếp đi sẽ nhanh ổn thôi làng du lịch to như vậy chỉ có mấy người hai đồng nghiệp nam cùng tham gia trận chung kết và lý hào kiện dương trung sau đó là mấy người vệ sĩ của Lý Hào Kiệt. Tùy tiện kéo một người tới giải độc, cho Đào Nhi, theo tôi thấy, người cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân cô ấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi đứng trong nước cùng Đào Nhi gần một tiếng đồng hồ. Nhiệt độ cơ thể Đào Nhi mới từ từ giảm dần, tay cũng không lộn xộn nữa, cả người dường như mệt mỏi dã rời dựa vào tôi. Nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn em. Không sao. Tôi biết thuốc trong người Đào Nhi hẳn đã được thải bỏ ít nhiều rồi. Tôi ôm lấy cô, tắt nước, lấy bên cạnh một cái khăn tắm bọc cô ấy lại, lau người đi, em lấy cho chị một bộ quần áo, chị thay quần áo trước đã nhé. Lúc này là mùa hè, tuy rằng ở đây trời đã tối nhưng không khí vẫn rất nóng, chỉ cần đổi một bộ quần áo khô, thì chẳng mấy chốc cơ thể và đầu tóc cũng sẽ khô. Đợi cô ấy thay quần áo xong, tôi cũng lau khô người mình, rót cho cô một chén trà nóng rồi mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đào Nhi cầm chén nước, lắc đầu vẻ mờ mít, chị cũng không biết, chị chỉ nhớ mình ăn xong cơm tối thì về phòng thiết kế, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô thân thể nóng rẫy chuyện phía sau chị không nhớ rõ lắm vậy cơm tối chị ăn ở đâu ở nhà ăn mọi người hầu hết đều ở đó tôi nhìn cô khổ sở đầy mặt không khỏi lên tiếng hỏi vậy vậy nhiều phòng như vậy vì sao chị lại tới chỗ đó của lý hào kiệt thật ra tôi nói xong thì thấy hối hận lời nói ngày hôm đó của đào nhi kỳ thật đã tỏ rõ lập trường của cô ấy rồi cảm tình của cô ấy với lý hào kiệt đã vượt qua cấp trên và cấp dưới có thể loại thuốc như thế này khiến người ta nhận ra được suy nghĩ thực sự trong lòng mình đảo nhi thấy tôi nói được một nửa cũng đã đoán được ý trong lòng nói cô cười khổ thực ra chị cũng không biết vì sao lại đi tới chỗ anh ấy đại khái là trái tim chị muốn đi nhưng em yên tâm đảo nhi nhìn tôi tổng giám đốc lý sẽ không nhìn tới chị lúc chị đi có nhìn thoáng qua tôi chẳng mảnh vải che thân đứng trước mặt anh ấy lao vào ôm ấp anh ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào xem ra thật sự không có hứng thú con người anh ấy tôi muốn an ủi đào nhi nhưng mở miệng ra lại không khỏi nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp trước đây cùng với lý hào kiệt anh ta khi đó quả thực là người tinh lực tràn đầy đào nhi nhìn tôi khóe mắt cong cong em đỏ mặt rồi đang nghĩ gì thế không có gì tôi lắc đầu đào nhi vươn tay ra nhẹ giọng nói cảm ơn em tống duyên khanh nếu lần này không có em có thể tôi chẳng còn dũng cảm tiếp tục sống nữa em tới muộn rồi nếu em tới sớm có thể cản đồng nghiệp lại nói tới đây tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái lý hào kiệt gặp chuyện chắc chắn sẽ báo cho dương trung trước ngay cả lương vũ hạnh nói nửa đường nhìn thấy cô ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy triệu tập tất cả những đồng nghiệp tham gia trận chung kết tới vây xem trừ khi đầu óc tôi hơi rối loạn đào nhi dường như đã sớm nhìn rõ mọi chuyện cô ấy đứng thẳng người hơi mỉm cười không sai chị bị tính kế cho nên trận chung kết này chắc chắn chị không tham gia được Sao có thể, đây là chuyện ngoài ý muốn, liên quan gì tới trận chung kết. Không sao, em lấy tác phẩm của mình ra đây, chị xem giúp em. Vẻ mặt đào nhi lạnh nhạt, như đã nhìn ra mọi chuyện từ sớm, cũng không muốn tiếp tục nói tới đề tài này với tôi nữa. Sau đó, tôi đưa một ít bản phát thảo cuối cùng của mình cho Đào Nhi xem. Đào Nhi liên tục lắc đầu. Cô ấy nói một chẳng vấn đề. Tuy bình thường cô ấy là một người rất ôn hòa, nhưng lúc giúp tôi xác định vấn đề trong tác phẩm thì quả thực là miệng lưỡi có dao không quanh co lòng vòng vô cùng trực tiếp nói tới mức tôi hận không thể đầu thai sinh lại chờ cô ấy nói xong tôi cho mày ủ rột nói hay là em bỏ cuộc nhé thật ra căn bản tôi cũng không có hy vọng lấy được tiền thưởng đào nhi giơ tay lên xoa tóc tôi mỉm cười không sao không phải còn có chị sao chị em không thể lấy thiết kế của chị được câu nói của cô ấy khiến tôi nhớ tới câu nói của lương vũ hạnh vòng loại qua được là nhờ chỉ bảo của lương khanh vũ tác phẩm đấu bán kết cũng phải diễn tuồng mới xong trận chung kết này tôi nhất định phải dựa vào bản thân cho dù không lấy được phần thưởng nào cũng không sao cả đào nhi buột miệng cười ai nói chị muốn để em lấy thiết kế của chị là chị chỉ đường cho em hửm chỉ đường tôi có chút hoang mang tối hôm đó đào nhi ở trong phòng dạy tôi nói cho tôi yêu cầu khi thiết kế phòng khách kiểu này nên chú ý tới những điểm gì lời của cô là kinh nghiệm của bản thân tích lũy được mỗi một câu đều khiến tôi vỡ vạc ra nhiều điều đợi tới khi cô ấy nói xong đủ kiểu đủ loại vấn đề trời bên ngoài đã chuyển từ một màu tối đen sang có chút tia sáng le lói mặt trời sắp lên rồi đảo nhi duỗi thắt lưng cô muốn đi tôi kéo cô đấy lại cùng ngủ nhé đừng về nữa chiếc giường lớn một m tám cũng đủ cho tôi và cô ấy ngủ cô ấy do dự một chút rồi gật gật đầu vì quá mức vất vả nên đầu vừa tựa nên gối đã thiếp đi lúc tôi tỉnh lại đã không thấy đảo nhi đâu nữa tôi nhìn thoáng qua quần áo tối qua cô ấy mặc cũng đã được giặt sạch treo ở bên ngoài. Lúc đó, tôi còn tưởng rằng cô ấy về nhà rồi. Nhưng mà, đến giữa trưa tôi tới nhà cơm, mấy người cùng tới tham gia cuộc thi đều đang ngồi ở một bàn trò chuyện. Thấy tôi tới đây, có mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi. Xì xào bàn tán. Tôi mặc kệ bọn họ, tự lấy cơm rồi ăn phần của mình. Lương Vũ Hạnh thấy tôi không có phản ứng, gắt giọng hỏi một câu. Này, Tống Duyên Khanh, chẳng lẽ cô còn không biết Đào Nhi đi rồi? Gì cơ? đầu óc tôi mơ hồ. Sáng sớm hôm nay cô ta tự xin rút lui rồi. Lương Vũ Hạnh đặt đũa xuống, vẻ đắc ý đầy mặt nói, cũng đúng, tối qua làm làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn bị chúng ta nhìn thấy cả, cô ta làm sao còn mặt mũi mà ở lại. Cô ta nói xong, một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nói đầy vẻ bị ổi, há, đáng tiếc không có di động, nếu không tôi nhất định chụp vài tấm. Chương 158, bắt đầu từ hôm nay, anh và em sống cùng nhau đồng nghiệp nam kia vừa nói xong người bên cạnh đều ỏa lên đúng thế bình thường cô đào nhi này nhìn có vẻ rất bảo thủ không ngờ dáng người lại đẹp như vậy đúng thế ngực nhìn rất to mông cũng cong sao cô ấy không tới tìm tôi chứ tìm tôi tôi sẽ thỏa mãn đầy đủ cho cô ấy hai người đàn ông ngồi đó nói lời bẩn thỉu tôi nghe không lọt tai mới đứng lên đi tới bên cạnh bàn chuyện này chắc chắn có người hại cô ấy làng du lịch nhất định có máy theo dõi đợi tới lúc phát hiện ra là ai người đó chờ mà ngồi tù đi nói xong tôi quét mắt nhìn mấy người họ một cái vẻ mặt của bọn họ đều khó coi như nhau nhất thời tôi cũng không nhận ra rốt cuộc là ai làm nhưng tôi nghi ngờ lương vũ hạnh lúc danh sách thi đấu bán kết được công bố cô ta và đào nhi đều được mọi người xem trọng nhất lần này đào nhi rút lui chỉ cần lương vũ hạnh không sai sót trên cơ bản đã ngồi yên trên vị trí quán quân tiền thưởng cũng nghiễm nhiên rơi vào tay tôi cũng không còn tâm trạng gì ăn cơm trưa nữa. Tùy tiện và vài miếng rồi quay về phòng. Mở máy tính ra, những lời tối qua Đào Nhi nói với tôi đều đã được sắp xếp thành hồ sơ. Sau đó tôi bắt đầu một lần nữa ngẫm nghĩ tác phẩm của mình. Hôm qua Đào Nhi nói với tôi, đề thi lần này không phải để khoe khoang kỹ thuật mà là thực dụng. Thực dụng, có sáng tạo, cái này mới là quan trọng nhất, nhưng cũng khó nhất. Tôi trái lo phải nghĩ, nếu không cứ dựa theo thi đấu bán kết, làm một căn phòng gia đình. Nói làm là làm tôi bắt đầu vẽ phác thảo, vừa làm việc đã làm tới hơn 2 giờ đêm. Nằm xuống đi ngủ mới nhớ tới vừa rồi mày làm việc chưa vào nhà vệ sinh. Tôi lười đi bật đèn bèn mò mẫm trong bóng tối bước đi, bởi vì đi quá nhanh nên chân đụng vào góc bàn, tôi đau tới mức hít vào một ngụ khí lạnh. Bật đèn lên. Trên hai đùi vốn trắng nõn giờ có thêm một vết bầm xanh tím. Tôi cau mày, nhìn vết xanh tím kia trong đầu chợt lóe sáng, có một ý tưởng sáng tạo. Tôi có thể làm một căn phòng cho người tàn tật sử dụng. Không ngủ được nữa, tôi lại bật đèn, lần nữa bắt đầu vẽ phát thảo. Một chớp mắt kia, linh cảm tràn đầy. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, bản phát thảo đã được tôi vẽ gần hoàn chỉnh. Trời cũng sắp sáng, tôi cũng không có sức đi ăn sáng, vùi đầu vào ngủ. Tỉnh lại đã là buổi chiều. Tôi rửa mặt một chút, đến thời gian ăn bữa tối thì tới nhà ăn, ăn xong thì đi. Cũng không gặp đám người lương vũ hạnh. Chỉ còn một tuần nữa là tới hạn. Tôi quay về phòng tiếp tục làm việc có lẽ vì buổi tối rất yên tĩnh, cứ đến tối tôi lại tập trung cao độ. Mỗi lần ngẩng đầu lên đã là dạng sáng 3, 4 giờ. Mỗi ngày đều vào lúc này mới đi ngủ. Tới buổi tối chỉ còn cách hạn nộp bản thao 3 ngày, tôi vẫn như ngày thường, làm việc tới dạng sáng. Trong lúc đang tập trung làm mô hình 3D trên máy tính, đột nhiên tôi cảm giác cả người bị bóng đen bao phủ. Tôi còn chưa ý thức được chuyện gì, thì một giây sau đã bị người ta bế nên ném vào giường. Tôi nhìn sang, anh làm gì vậy? Là Lý Hào Kiệt người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo ngủ mái tóc mềm mại dính trên mặt đứng ở trước giường từ trên cao nhìn xuống tôi trên mặt là vẻ giận dữ đi ngủ đợi chút nữa tôi sẽ ngủ lúc này trong đầu tôi đều là mô hình vừa rồi làm được một nửa trong đầu vẫn còn sắp xếp một bước này làm gì bước sau sẽ làm gì nói rồi tôi muốn xuống giường đi tới chỗ máy tính lý hào kiệt chắn trước máy tình tôi giơ một cái usb trong tay này thứ này chỉ cần anh cắm vào trong máy tính em một giây sau máy tính của em sẽ tự động khởi động lại, tất cả những dữ liệu bên trong đều bị xóa hết. Ác mộng, đây tuyệt đối là ác mộng của những nhân viên thiết kế như chúng tôi. Đừng, đừng cắm. Mồ hôi trên trán tôi rớt xuống. Mắt nhìn bàn tay đang cầm USB của Lý Hào Kiệt, sợ anh ta kích động. Vậy thì đi ngủ, về sau trước 12 giờ đêm phải đi ngủ. Lý Hào Kiệt nhìn tôi, lúc nói chuyện vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng. Nhưng mà, hửm? thấy tôi muốn phản bác bàn tay cầm usb của lý hào kiệt khẽ động tôi sợ tới mức ngoan ngoãn nằm xuống nghiêng đầu nhìn xung quanh bấy giờ mới nhận ra người đàn ông này không vào từ cửa mà từ hàng rào ngoài vườn nhảy vào ngủ tôi ngủ anh đừng kích động tôi nói rồi nhanh chóng nằm xuống trong lòng tính toán trước tiên cứ giả vờ ngủ đợi khi lý hào kiệt đi tôi lại dậy sau đó tắt đèn lặng lẽ làm vậy hẳn là anh ta không biết đâu quả nhiên lý hào kiệt thấy tôi nằm xuống thì gật đầu vô cùng hài lòng sau đó chủ động tắt đèn cho tôi rồi rời đi trái tim tôi bình ổn lại lặng lẽ nghe động tĩnh của cửa xác định người đàn ông đó đi rồi mới rón rén bò dậy rón ra rón rén mở chiếc máy tính vừa mới vào trạng thái ngủ đông mở phần mềm lúc đang chuẩn bị tiếp tục làm việc két cửa mở tôi nhìn thấy lý hào kiệt đứng ở cửa trong tay xách một cái túi nhỏ tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau nhớ tới cái USB kia, chợt cảm thấy luống cuống. Xin lỗi. Tôi, tôi tới tắt máy tính. Tôi vừa nói vừa giữ vững tốc độ, đóng máy tính lại. Dùng tốc độ xét đánh nằm xuống giường. Nhắm mắt. Chưa tới nửa gây tôi đã nghe thấy bên cạnh truyền, đến giọng nói xa xôi của người đàn ông kia. Vì đề phòng em nửa đêm dậy làm việc, bắt đầu từ hôm nay, anh ở cùng em. Cái gì? Không được. Tôi sợ ngây người. Tôi ngồi dậy, lập tức phản kháng. Vì sao? Lý Hào Kiệt đặt cái túi ở cửa, bước vào trong phòng tôi nhìn anh ta bước từng bước tới cạnh giường lòng cuống lên nhưng hạ quyết tâm nói mấy hôm trước tôi bị bệnh sau đó không có linh cảm giờ vừa có được linh cảm thời gian lại sắp tới rồi tôi nhất định phải dùng thời gian buổi tối để làm thời gian tới rồi lý hào kiệt đi tới ngồi xuống bên giường tôi cả cơ thể chợt áp đến trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo ánh mắt người đàn ông rực sáng như ngọn lửa lạnh lẽo nhìn tôi hỏi nói em muốn kéo dài tới khi nào đều được giờ phút này khoảng cách khuôn mặt của tôi và lý hào kiệt không tới vài cm trái tim tôi đập lên hỗn loạn tôi xoay mặt sang một bên không cần tôi làm ban ngày là được rồi tốt lý hào kiệt nói xong cúi đầu bắt đầu hôn vành tay tôi cơ thể tôi chớp mắt cứng lại cảm nhận được bụng mình có vật gì đó từ từ lớn lên đâm vào tôi đó là cái gì tôi tất nhiên là biết không không được tôi đẩy anh ta lý hào kiệt dừng lại một bàn tay ôm lấy eo tôi em xem người khác cởi hết quần áo đứng trước mặt anh anh cũng không phản ứng anh chỉ chạm vào em là có cảm giác em không khen thưởng anh một chút sao vì sao muốn tôi thưởng cho anh tôi giận dỗi anh đi tìm vợ chưa cưới của anh giúp anh đi dấu vết đeo nhẫn nhạt màu kia giống như một nút thắt trong lòng tôi không thể tháo được lý hào kiệt cầm lấy tay tôi dùng giọng điệu ái muội nói chỉ có em mới làm anh có cảm giác nếu em không đồng ý để anh đi vào dùng tay cũng được nói xong người đàn ông lấy tay mình che kín tay tôi dùng tiết tấu nhất định, di động lên xuống. Cơ thể người đàn ông khô nóng khiến tôi cũng có một chút cảm giác khó nói lên lời. Chương 159, em và Lương Khanh Vũ đã ngủ với nhau chưa? Trong loại chuyện này, cảm giác của đàn ông dường như đều vô cùng nhạy cảm. Lý Hào Kiệt cảm nhận được biến hóa của tôi, bắt đầu tiếp tục động tác của mình. Vào lúc tôi đã thuyết phục được bản thân, trong đầu lại nhớ tới Lương Khanh Vũ. Vì sao vào lúc như thế này lại nhớ tới anh ấy, tôi không biết. Biểu hiện không tập trung của tôi lập tức bị Lý Hào Kiệt phát hiện, anh cúi đầu nhìn tôi, mày cao chặt như chữ xuyên, lên tiếng, đang nhớ tới ai? Bất ngờ, anh ta không hỏi tôi đang nghĩ gì, mà là đang nghĩ tới người nào. Chẳng lẽ người đàn ông này có thể đọc thấu lòng người? Vào lúc tôi đang nhìn anh ta đầy nghi ngờ, thì anh ta chợt dùng sức bắt lấy cánh tay tôi, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chúng tôi đối diện nhau, Lý Hào Kiệt nhìn tôi, ánh mắt kia giống như muốn nhìn thấu hết tim gan tôi vậy. Chỉ là khoảnh khắc, người đàn ông đó chợt đứng lên, bước vào nhà tắm không hề quay đầu lại rất nhanh tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy của vòi hoa sen tôi ngồi ở trên giường nhìn phòng tắm đầy lúng túng không biết anh ta có chuyện gì đại khái là qua nửa tiếng lý hào kiệt bước ra khỏi nhà tắm trên tóc vẫn đang nhỏ nước người đàn ông để trần cơ thể chỉ có phía dưới được quấn một lần khăn tắm ánh trăng sáng chiếu lên cơ bắp anh ta nổi lên tầng sáng lành lạnh tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta chỉ cảm hơi thở người đàn ông này tỏa ra còn lạnh hơn ánh trăng khô rát hơn không khí đêm nay nhìn người đàn ông ấy đi tới bên giường Tôi vội vàng nhắm mắt lại giả vờ rằng mình đã ngủ. Tôi cảm giác được người đàn ông ấy ngồi xuống, đắp lên cho tôi một lớp chăn mỏng, sau đó nằm xuống, ôm tôi vào lòng. Mùi hương dầu gội đầu bạc hà thoang thoảng chui vào mũi tôi, khiến trái tim tôi hỗn loạn ngổn ngang. Tôi ra vẻ bình tĩnh, sợ rằng người đàn ông ấy nghe thấy tiếng trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi vốn tưởng anh ta sẽ làm gì đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ ôm tôi vào lòng. Trong đêm tối yên tĩnh, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Buổi sáng, lúc tôi thức dậy, đã không còn nhìn thấy Lý Hào Kiệt trong phòng nữa. Tôi đi vào phòng tắm đứng trước tấm gương của bồn rửa mặt, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc cốc khác đặt ở đó. Trên trong có một chiếc bàn chải đánh răng cùng kiểu khác màu với của tôi. Trong lòng tôi hơi nổi gợn sóng. Đây là bàn chải đánh răng tôi mua cho Lý Hào Kiệt lúc anh đang sống ở nhà tôi, giờ nhìn thì thấy đầu bàn chải đánh răng rõ ràng đã được đổi một cái mới rồi, nhưng thân vẫn giữ nguyên cái cũ. Chờ tôi đánh răng xong, người đàn ông ấy cũng vừa vặn đẩy cửa vào. Anh ta đang mặc một bộ quần áo thể thao, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên tóc dưới ánh sáng mắt trời dường như trong suốt vô cùng. Anh đứng nơi đó, luồng hơi thở tỏa ra trên cơ thể khác biệt hẳn với ngày trước. Tôi lúng túng đứng tại chỗ, nhất thời có chút thất thần. Anh nhìn tôi, lại giống như không nhìn thấy, xẹt qua người tôi bước vào phòng tắm. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nước của vòi hoa sen, chuyện này, làm sao thế? Tôi nhìn thời gian đã tới giờ cơm sáng, nghĩ tới bình thường chưa? bao giờ nhìn thấy anh ta ở nhà ăn lý hào kiệt hẳn là có nhà ăn nấu cơm chuyên dụng mà tôi cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy tôi ở cùng anh ta tôi hạ quyết tâm nhân dịp lúc anh ta còn đang tắm rửa vội vàng ra ngoài ngày hôm qua ngủ muộn hôm nay lại dậy sớm khiến tôi cảm thấy mắt mình vô cùng đau đớn tôi vừa đi vừa rụi mắt chỉ cảm thấy một lực rất lớn bỗng nhiếm túm lấy cánh tay đang rụi mắt của tôi sau đó tôi nghe thấy tiếng người đàn ông nói vì sao không đợi anh vào khoảnh khắc tôi sững sờ kia đã bị người đàn ông kéo về một phương hướng khác bỏ tôi ra tôi lên tiếng theo bản năng lý hào kiệt thản nhiên nhìn tôi một cái nếu em muốn kéo người khác chạy tới đây thì cứ tiếp tục kêu một câu của anh ta tôi lập tức im bặt người đàn ông ấy dẫn tôi vào một cái sân nhỏ của làng du lịch bình thường ở đây đều có người trông giữ chúng tôi chưa từng có ai vào đây thì ra lý hào kiệt ở chỗ này tôi theo anh ta đi vào phong cách trang hoàng ở nơi này không khác biệt nhiều với bên ngoài chẳng qua là hiện đại hơn một chút. Lý Hào Kiệt dẫn tôi đi vào một nhà ăn nhỏ, bên ngoài vệ sĩ trông giữ, bên trong có 7, 8 người phục vụ vây quanh chúng tôi. Chỉ trong chốc lát đã bày lên một bàn lớn đồ ăn bữa sáng. Tôi nhìn thoáng qua, đãi ngộ khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Điều này làm tôi không khỏi nhớ tới hình ảnh hoàng đế ăn cơm trên TV. Cả một bữa sáng, tôi chỉ chú tâm ăn cơm, không nói một lời với Lý Hào Kiệt. Chẳng qua sắc mặt của anh ta rất tệ, dường như cũng không định nói chuyện với tôi ăn xong bữa sáng trong lòng tôi chỉ còn nhớ tới chuyện về tác phẩm nếu buổi tối không thể làm vậy ban ngày phải nắm chắc thời gian tôi nói với lý hào kiệt nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng trước đây anh đã để cho dương trung đi lấy quyển ghi chép của em rồi em tới chỗ này làm việc cùng anh lý hào kiệt nói xong lại kéo cổ tay tôi đi về hướng một căn phòng khác vì sao không vì sao cả không biết vì sao hôm nay áp lực quanh người lý hào kiệt lại nặng thế anh ta nói xong tôi hơi rụt cổ lại sợ tới mức một câu phản bác cũng không nói lên lời bất đắc dĩ chỉ có thể mặc anh ta lôi kéo lý hào kiệt dẫn tôi tới chỗ anh ta làm việc nơi này vị trí đất rất cao ba mặt tường làm bằng thủy tinh nhìn thông suốt hết mọi cảnh sắc trong làng du lịch bên trong có một bàn làm việc rất to bên trên đặt máy tính và tài liệu một cái ghế tựa làm việc bên cạnh còn có một chiếc bàn mới được thêm vào xem ra tôi phải làm việc ở chỗ này chỉ chốc lát dương trung đã mang máy tính và đồ đạc của tôi tới tôi chọn vị trí mặt hướng ra ngoài để ngồi xuống bắt đầu làm việc lý hào kiệt ngồi sau lưng tôi tôi không nhìn thấy anh ta cũng không có lòng nghĩ tới chuyện khác tống duyên khanh có phải tối qua em nằm mơ không lúc tôi vừa mới mở phần mềm ra bắt đầu tiếp tục làm công việc tối qua chưa hoàn thành thì nghe thấy sau lưng chuyển đến giọng nói của lý hào kiệt gì cơ tôi quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông đó đang cúi đầu lật dở tài liệu trong tay cũng không nhìn tôi vấn đề kia giống như chỉ là thuận miệng hỏi thôi nằm mơ. Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, lắc. Đầu, không có. Sau đó, Lý Hào Kiệt không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa. Mãi cho tới buổi tối 12 giờ, chúng tôi cùng nhau quay về phòng ngủ. Tối qua chưa ngủ đủ, lúc này tôi cảm thấy rất mệt. Nằm xuống giường lập tức ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người đứng ở nơi cách tôi rất gần đang nhìn tôi. Tuy rằng tôi nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng lại giống như bản thân có thể nhìn thấy. Có thể nhìn thấy cặp mắt trong suốt dịu dàng kia, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng ấy anh vũ tôi thì thào vươn tay tới bắt hai tay thật sự đã ôm được cái gì đó mạnh khỏe rắn chắc sau đó tôi lại nghe thấy tiếng thở nặng nề đến từ một người đàn ông tôi không để ý lúc muốn tiếp tục ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy một lực rất lớn đang áp chặt lên cổ tôi hô hấp khó khăn ư ừ, tôi cố gắng hít thở muốn hít lấy luồng không khí mới nhưng mà khó quá khổ sở khiến tôi buộc phải mở mắt ra chỉ thấy Lý Hào Kiệt đang nửa ngồi trên giường, bàn tay áp chặt lên cổ tôi, ánh mắt nhìn tôi giống như muốn phun lửa. Anh, anh làm gì vậy? Tôi nhìn Lý Hào Kiệt đầy khó khăn, mở miệng hỏi. Người đàn ông cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, hỏi, cô và Lương Khanh Vũ, đã ngủ với nhau rồi sao? Trường 160, dùng chìa khóa rạch một đường lên mặt mình. Gì cơ? Tôi mê man nhìn anh ta, vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Nhưng, người đàn ông đó rút tay, lập tức vén quần áo trên người lên, vừa chất vấn tôi, nói, cô và anh ta làm thế nào? Vừa muốn tiến vào trong. Tôi lúc này còn chưa tỉnh ngủ, cơ thể trúc chắc. Anh ta cố gắng một lúc cũng không vào được. Giờ khắc này tôi tỉnh táo lại trong chớp mắt, muốn chạy trốn nhưng người đàn ông đó lại dùng tay gắt gao túm chặt lại. Anh ta muốn tiến vào, tôi cự tuyệt, hai đùi ra sức khép lại, mắng anh ta, Lý Hào Kiệt, anh có phải đàn ông hay không? ngoài việc ép buộc còn có bản lĩnh khác hay không tôi không có bản lĩnh đầu mày lý hào kiệt ngả ngớn nhìn tôi như đang nhìn một câu chuyện cười đúng vậy ai dám nói lý hào kiệt không có bản lĩnh nếu lý hào kiệt không có bản lĩnh vậy vĩnh an liệu có người đàn ông nào có bản lĩnh không tôi lắc cơ thể mình đúng vậy là không có bản lĩnh ép buộc một người phụ nữ phát sinh quan hệ thì tính là có bản lĩnh gì chứ lời nói của tôi giống như một cái bạt tai tát lên khuôn mặt lý hào kiệt anh ta nhìn tôi nụ cười châm chọc treo trên mặt Rốt cuộc rút tay về, một quyền đấm mạnh lên đầu giường. Tôi có thể cảm giác được chiếc giường mình đang làm run lên ba cái. Người đàn ông đó cúi đầu nhìn tôi, gần từng tiếng hỏi, có phải anh ta chết rồi cô mới nhìn rõ trái tim mình, phát hiện ra cô yêu hắn? Đúng vậy, anh ấy chết rồi tôi mới nhận ra anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Thậm chí anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ đối tốt với tôi. Tôi đang nói dối, nhưng cũng không hề nói sai. Người đàn ông đối xử tốt nhất với tôi không phải là Lương Khanh Vũ sao? người đàn ông ấy nghe thấy đáp án của tôi đôi mày nhíu chặt lại một chỗ trong ánh mắt nhuốm màu ưu thương không hề hòa tan anh ta cứ vậy nhìn tôi mở miệng tôi cũng có thể anh có thể tôi nhìn lý hào kiệt đầy trào phúng anh vĩnh viễn cũng không thể trừ khi có một ngày tống duyên minh chết nhắc tới tống duyên minh tay lý hào kiệt run lên một chút hôn nhân anh muốn cho cô ấy trừ điều đó mọi thứ anh đều có thể cho em tôi không cần tôi không thèm tôi ngồi lên cầm quần áo ở bên cạnh đi về phía phòng tắm trước khi sắp bước tới tới phòng tắm tôi quay đầu nhìn thoáng qua lý hào kiệt trừ khi anh trả lại con cho tôi nếu không tôi và tống duyên minh mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung tôi biết con của tôi đã chết vĩnh viễn cũng không về được cho nên tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho tống duyên minh kể cả lý hào kiệt có thực sự vô tôi đi nữa thì anh ta cũng là đồng lõa tôi không tin tống duyên minh chỉ dựa vào năng lực của mình thì có thể nhân lúc tôi vào tù muốn làm gì làm có lẽ lời nói của tôi làm anh ta tổn thương ngày hôm sau Lý Hào Kiệt không còn gọi tôi cùng anh ta đi ăn cơm nữa. Tôi một mình tới nhà ăn ăn cơm. Đến cửa nhà ăn vừa hay nhìn thấy Dương Trung, tôi nhớ tới chuyện của Đào Nhi, bèn gọi anh ta lại hỏi anh ta vì sao Đào Nhi lại rút lui, chuyện liên quan tới Đào Nhi điều tra thế nào rồi. Dương Trung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước khi Đào Nhi đi tôi có nói chuyện với cô ấy, bản thân cô ấy cũng không có đầu mối, mà máy theo dõi cũng không tìm được hình ảnh khả nghi, vậy là anh để cô ấy rút lui. Sao tôi lại thấy là có người hãm hại cô ấy, sau đó muốn mình đoạt được giải thưởng tôi không nói thẳng là lương vũ hạnh nhưng chỉ cần biết rõ thực lực của tuyển thủ trong trận đấu này thì hẳn biết được tôi đang ám chỉ ai dương trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi đang kích động cô tống tôi biết cô và đào nhi quan hệ tốt nhưng chuyện lần này không có chứng cứ nên đừng suy đoán lung tung mới tốt nhưng mà mọi người cũng không nên để đào nhi rút lui là đào nhi tự mình muốn rút lui tôi cũng đã khuyên cô ấy nhưng cô ấy nói không còn mặt mũi ở lại nữa mà tôi còn nghe người trong công ty họ nói, Đào Nhi đã xin từ chức rồi. Lời nói của Dương Trung khiến tôi chấn động không thôi. Đã từ chức rồi. Vậy chẳng phải tôi không gặp được Đào Nhi nữa. Ở làng du lịch, chúng tôi không thể dùng điện thoại của mình, cho nên ngay cả số điện thoại cũng không trao đổi. Nhưng mà chuyện này không trách cô ấy được. Tôi cao mày, thật sự không biết phải làm sao để biện giải thay cô ấy. Dương Trung nhìn tôi, mỉm cười, thật ra cô không cần lo lắng cho cô ấy. Với năng lực của Đào Nhi, đi đâu cũng có thể sống tốt, ở nơi này với chuyện như vậy cho dù không có ảnh chụp cũng sẽ truyền đi khắp công ty rời đi với cô ấy mà nói là chuyện tốt dương trung cẩn thận giải thích cho tôi tôi nhìn anh ta nhất thời có chút hoảng hốt trên khuôn mặt anh ta tôi lại thấy được vài phần bóng dáng của lương khanh vũ thật ra dáng dấp của bọn họ hoàn toàn khác nhau chỉ là nét dịu dàng hiền hòa này hai người đang làm gì đấy trong lúc tôi đang nhìn anh ta thì bị một tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ tôi nhìn theo hướng âm thanh chỉ thấy Lý Hào Kiệt hùng hổ đi về phía chúng tôi, một tay kéo tôi vào trong ngực, ánh mắt ác liệt đảo qua Dương Trung, lạnh lùng nói, "Cậu bị đuổi việc, tổng giám đốc Lý." Khuôn mặt Dương Trung đầy nghi hoặc, tôi cũng ngây ra, vì sao đuổi việc anh ta? Lý Hào Kiệt nhìn tôi, cảm xúc chất chứa trong ánh mắt, "Làm sao? Em giận rồi?" Tôi, tôi sững sờ nhìn Lý Hào Kiệt, anh ta làm việc rất tốt, anh đuổi việc anh ta làm gì? Làm việc rất tốt. Lý Hào Kiệt nhìn nhìn tôi, lại nhìn anh ta, anh ta nói chuyện với em là sai rồi. Một câu nói, tôi hoàn toàn hiểu ra. Đây là ham muốn chiếm hữu của Lý Hào Kiệt. Không phải anh ta vẫn như vậy sao? Tổng giám đốc kỳ, vừa rồi cô Tống chỉ hỏi tôi về chuyện của Đào Nhi thôi. Lúc Dương Trung nói chuyện vẫn đứng tại chỗ, đầu cúi xuống. Ngay cả nhìn về phía tôi cũng không dám. Tôi là kẻ mù sao? Lý Hào Kiệt xua tay, tự mình tới phòng tài vụ quyết toán tiền lương đi. Tổng giám đốc Lý, Khuôn mặt Dương Trung đầy bất ngờ. Bỏ tay ra. Tôi vùng vẫy khỏi tay Lý Hào Kiệt, anh không muốn nhìn thấy tôi nói chuyện với người đàn ông khác chứ gì? Dù sao anh không cần, cũng không cho người khác, có đúng không? Anh không yên tâm về tôi đúng không? Lý Hào Kiệt nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi lấy chiếc chìa khóa phòng ra khỏi túi, lập tức giơ lên rạch một đường trên mặt mình. Có lẽ vì lực tay, lúc đầu tuy có đau một chút nhưng lại không có cảm giác gì sau đó. Giống, như da không hề bị rạch. Lý Hào Kiệt xông tới giữ chặt lấy tay tôi cướp lấy chìa khóa em muốn làm gì đấy để anh yên tâm tôi ngẩng đầu nhìn lý hào kiệt tuy tôi không phải cô gái xinh đẹp gì đó nhưng khuôn mặt cũng coi như có thể gặp người khác tôi rạch mặt mình rồi người khác đều sợ tôi có phải anh sẽ yên tâm không không phải tôi tôi và anh ta chỉ nói chuyện với nhau không hề làm gì khác kỳ thật tôi nhìn ra được lý hào kiệt có phần chột dạ thừa dịp lúc này tôi vội vàng nói đỡ cho dương trung vẻ mặt lý hào kiệt buồn bực phẩy tay được rồi đi làm việc đi dương trung nhìn tôi đầy cảm kích rồi mới rời đi anh ta vừa đi lý hào kiệt cúi người chạm lên mặt tôi có đau không sao em lại xuống tay nặng với với mình như vậy động tác chạm lên miệng vết thương trên mặt tôi của người đàn ông ấy rất nhẹ vẻ mặt viết lên hai chữ đau lòng dáng vẻ này một chút cũng không giống như đang đóng kịch trái tim tôi dần dần trào lên cảm giác chua sót lại len lỏi một chút cảm động ngọt ngào